đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là một buổi học vô cùng đặc biệt. Đó sẽ là buổi học thử cho dành cho khóa học 10 ngày chạy văn là một cái khóa học cũng rất đặc biệt. Sẽ khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023. Có nghĩa là thứ mấy ạ? À? Có nghĩa là thứ hai nhá. Chúng ta sẽ chính thức khai giảng khóa học tổng ôn cuối cùng này Trời ơi, có nhiều bạn đợi chị quá, rất là biết ơn các em. Bởi vì tình cảm của các bạn khi mà các bạn đã đã dành thời gian để có mặt ở đây cùng với chị. Sẽ là một buổi học khá là dài đấy, nhưng mà không thể nào dài bằng dung lượng của khóa học 10 ngày thực sự được đâu. Vậy nên là chị rất hy vọng là đối với những bạn mà còn đang lấn cấn không biết là chúng ta có nên đăng ký buổi học ngày hôm nay, chúng ta có nên đăng ký khóa học này hay không thì chị mong rằng đây cũng sẽ là một cái sự gọi là lựa chọn, một cái sự để đưa đến một cái sự lựa chọn của các bạn. Được không ạ? À? Chúng ta sẽ có một cái buổi học thử khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị. Và nội dung trọng tâm là gì thì các em đã nhìn thấy ở đây rồi đúng không? À sắp đến rồi chị ơi à? Đúng rồi ạ. À. Nội dung trọng tâm sẽ là à, nội dung trọng tâm của chúng ta sẽ là học về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân các bạn ạ. À, các bạn ơi, hiện tại thì đang có một cái chương trình trong livestream ngày hôm nay sẽ tặng 5 cuốn săn tám cộng cho 5 bạn chia sẻ nhiều nhất vào các nhóm và tương tác nhiều nhất và năm bạn ấy thì chị sẽ cung chị sẽ đọc thông tin vào tầm khoảng giữa giữa buổi hoặc là gần cuối buổi nhá à, Bạn có nick Facebook là bà cụ non ơi em ơi hiện tại là bây giờ thì chị vẫn hay hay phát vào buổi trưa nhưng mà sắp tới khi mà chạy khóa học 10 ngày thì chị cũng không chắc là mình có thể phát được vào buổi trưa nữa bởi vì hình như là em cũng đăng ký khóa học 10 ngày rồi mà đúng không thì bởi vì là sao? Bởi vì là buổi tối chị đã phải dành rất là nhiều thời gian và năng lượng uh, cho các bạn ở trong khóa 10 ngày bởi vì chúng ta học tới tận 4 đến 5 tiếng đồng hồ cơ. Mà các em phải hiểu rằng là ví dụ ấy, được không ạ? À? Ví dụ như kiểu như là dạy các bạn ở lớp op á thì còn có thời gian để mà các bạn gọi là làm bài tập thì chị còn được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái tiến trình chị dạy khóa học 10 ngày Là chị sẽ phải giảng liên tục Trong gần 4 đến 5 tiếng Vậy nên thành ra là Sẽ không chị cũng không đảm bảo được Là sức khỏe của chị có đủ Cái năng lượng để phát buổi trưa cùng với các bạn hay không Đấy Nên là các bạn sẽ chú ý giúp chị Đấy bây giờ mới hỏi tham gia khóa học như thế nào đây này Cái em ơi cứ học thử đi đã Diệu Linh ạ à, Vẫn còn ngày hôm nay với cả ngày mai để đăng ký mà Nên là cứ học thử cái đã nhá học nhiều mới thấm mà <laughs> nói chung là quan trọng là phải là sự tập trung của các bạn nữa đấy là cũng là một cái vấn đề rất quan trọng chị em mình vào việc luôn chưa nhỉ các bạn ơi các bạn đã có mặt ở đây chưa nhỉ chị em mình vào việc luôn nhá như chị đã nói là ngày hôm nay sẽ tặng 5 cuốn săn 8 cộng cho các bạn tương tác nhiều nhất chia sẻ nhiều nhất vào trong các hội nhóm Thả tim, thả like các kiểu điên đảo <laughs> Hay nói cách khác là tương tác nhiều nhất Thì tặng cho mỗi bạn một cuốn sách Săn 8 cộng Đây là cái cuốn sách mà có phương pháp Làm đọc hiểu nghị luận xã hội, nghị luận văn học Và 20 đề chuẩn cấu trúc đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhá Một cuốn sách rất là xịn sò của học văn chị Hiên đấy ạ Siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung Và cả về mặt hình thức Các em ơi sẵn sàng chưa tặng em đi chị yêu à <laughs> nhiều lắm ở đây nhiều 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 bạn yêu của chị lắm bây giờ chị chưa biết tặng ai cả một xíu nữa thì chị sẽ nhận cái thông tin từ từ các anh chị admin trực hôm nay thôi ok chưa sách đấy như nào vậy ạ à? thôi xin đây lại hỏi về sách cái gì đây nói thế thôi bây giờ phải học 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 sẵn sàng chưa tặng cho các bạn khóa học 10 ngày đi ạ. À. Ôi trời ơi, bây giờ chị mà tặng khóa học 10 ngày là các bạn trong khóa học 10 ngày mắng chị chết luôn á. À. Chị không dám làm cái việc đó nữa đâu à. Ok không ạ? À? <laughs> Rồi các bạn ơi, học nhá. Tặng em nè, chị ơi à. He 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 à. Là quan yêu đời quá nhỉ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái buổi ngày hôm nay là buổi học thử cùng với chị Yên trong khóa học 10 ngày. Nếu các bạn đã sẵn sàng thì chị cũng đã rất sẵn sàng để đồng hành cùng với các bạn trong một chuyến hành trình. Đừng coi ngày hôm nay là một buổi học nha! Hãy coi ngày hôm nay là một chuyến hành trình để đi khám phá những kiến thức ngữ văn cùng với chị Hiên. Và hãy để cho mình một cái tinh thần và năng lượng thật là thoải mái. Nếu bây giờ đang cảm thấy mệt mỏi, đi ngủ đi, nha! Không cần phải tham gia buổi ngày hôm nay đâu. Nếu bây giờ đang cảm thấy bực dọc trong người, hít thở sâu vào, Bình tĩnh lại rồi bắt đầu hoan hỷ với việc đón nhận Cái lượng kiến thức chị sẽ chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay Được không ạ? À? Quan trọng nhất là phải giữ được cho bản thân mình một cái tinh thần sẵn sàng Một cái gì ạ? À? Một cái tâm thế là chiến đấu hết mình Tập trung 100% Còn nếu như cảm thấy mình không đảm bảo được điều đấy Xin mời đi ngủ nha Xin mời đi nghỉ nha Ok chưa ạ? À? Không bắt buộc là phải ở đây nha được chưa nào? Trên cái tinh thần là như thế nhá Ok chưa? Sẵn sàng hết chưa? Bây giờ tâm thế thoải mái chưa? Phấn khởi chưa? Phấn khởi chưa? Học văn không vất vả? Chắc chắn sẽ không vất vả bởi vì mọi thứ chị đều lo cho rồi mà Cái người ngồi đây để chuẩn bị đồng hành Mỗi ngày 5-6 tiếng đây này là chị Mà chị còn không thấy mệt mà Rồi ok, đã sẵn sàng Vào luôn Chờ đợi làm chi cho nó mệt nữa Được không ạ? À? Các bạn ơi Buổi học thử ngày hôm nay hay nói cách khác là trong chuyến đi ngày hôm nay cùng với chị thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về một số những cái thông tin như sau ạ. À. Thứ nhất, đó là những cái thông tin nhanh về khóa học, một cái khóa học siêu đặc biệt của chị Hiên, khóa học 10 ngày. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cái phần quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay là học thử. Sau đấy chúng mình sẽ cùng xem cái hệ thống tài liệu và bài tập trong khóa học 10 ngày. Và cuối cùng, chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi những cái thắc mắc nếu các bạn có nhá. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi những cái thắc mắc nếu các bạn có. Ok chưa? À, tặng sách nữa à? Ok, yên tâm, yên tâm. Quỳnh Nga ơi, kiểu gì tặng sách? Yên tâm, nhá. Đây sẽ là cái lộ trình chuyến đi của chúng ta. Các bạn đều có vé hết rồi chứ? Đều chuẩn bị đồ ăn, thức uống hết rồi chứ? Ok, nhất trí thôi. Và các em ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị sẽ có một cái deal độc quyền dành cho 5 bạn đăng ký duy nhất trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ạ. À. Chỉ có 5 bạn thôi ạ. À. 5 bạn duy nhất, 5 bạn duy nhất thôi ạ. À. Được không ạ? À? Nên là khi nào mà bên admin báo là kết thúc đủ 5 bạn là thôi, 5 bạn luôn nhá. Chúng ta sẽ có 5 bạn đăng ký nhanh nhất khóa học 10 ngày trong livestream ngày hôm nay thì sẽ được giảm học phí xuống còn 999.000 cho 12 buổi học và mỗi buổi học kéo dài từ 4 cho tới 5 tiếng. <laughs> hôm nay học thử từ 3 đến 5 tiếng luôn là chị chưa chưa chưa. Hôm nay chắc chỉ độ 2 tiếng thôi nhá. Chị dự tính là khoảng 2 tiếng thôi. Và sẽ được tặng thêm 4 cuốn viết nghị luận văn học có nghĩa là các bạn đã nhận được 12 cuốn miễn phí khi đăng ký khóa học này rồi và các bạn sẽ được tặng thêm 4 cuốn nữa và như chị nói đây là cái điều độc quyền chỉ dành cho 5 bạn đăng ký sớm nhất. Đăng ký rồi thì không có cách nào các Minh Anh ơi, buồn quá, được không ạ? À? Thế nên chị mới bảo là chỉ có 5 bạn thôi và đây là 5 bạn thực sự may mắn được không ạ? À? Đây là năm bạn thực sự may mắn vậy nên nếu như bạn nào muốn nhận cái deal này, deal độc quyền này từ chị thì có thể nhắn tin về ngay cho admin fanpage học văn chị Hiền nhá. Nhanh! Làm gì còn ghép nhóm nữa mà ghép nhóm cái gì hả à? Diệu Linh? Cái deal ghép nhóm hết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có đăng ký cá nhân thôi. Em đăng ký rồi mà không được thế nên mới bảo là chỉ có năm bạn. Đây là cái sự gọi là may mắn hơn. Được chưa ạ? À? Có bạn nào muốn đăng ký thì để có thể để lại comment tại đây nhá Em nè chị ơi em ạ, à, bạn nào thực sự muốn đăng ký nhá, bởi vì chỉ có 5 bạn thôi ạ, à, 5 bạn duy nhất nhá. Tức là học phí bây giờ là đang được giảm được không ạ? À? Và được tặng thêm 4 cuốn về kỹ năng viết nghị luận văn học. Vậy nên thực sự muốn đăng ký. Thực sự muốn đăng ký thì các bạn mới, các bạn mới để lại comment tại đây là em muốn đăng ký còn đâu phải dành quyền lợi cho người khác nhá. Chỉ có 5 bạn thôi ạ, à, duy nhất trong ngày hôm nay và sau 5 bạn đấy thì học phí sẽ lại quay trở lại bình thường nếu như các em muốn đăng ký khóa 10 ngày nhưng chị tin là các em sẽ muốn học với chị đấy chị tin đấy chị tin chắc chắn là các em sẽ muốn học với chị <laughs> không phải là vì tự tin thái quá đâu nói thật đấy mà bởi vì chị sẽ giúp các em không sợ môn học này nữa chắc chắn là như thế sẵn sàng chưa sẵn sàng để học chưa <laughs> ok nhá năm bạn duy nhất năm bạn duy nhất nhá bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung kiến thức ngày hôm nay nhá và một lát nữa thì chị sẽ giúp các bạn à, đi đến với một số những cái thông tin liên quan tới khóa học được không ạ à? chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan tới khóa học chị sẽ cung cấp sau còn bây giờ chúng mình phải học cái đã nhá bây giờ chúng ta phải học cái đã và các em ơi như chị yên đã nói rồi nội dung thông tin ngày hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ đó chính là đây ạ à, văn bản người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân mục tiêu bài học thứ nhất nắm kiến thức tác giả Nguyễn Tuân tác phẩm người lái đò sông Đà thứ hai nắm được về cái hình tượng của sông Đà với cái vẻ đẹp con sông Đà hùng vĩ hung bạo và thơ mộng trữ tình được chưa ạ đây là mục tiêu bài học hôm nay nha ok chưa đây sẽ là mục tiêu bài học hôm nay nha. Bây giờ bắt đầu đi tìm hiểu nha. Và để bắt đầu cho chuyến hành trình ngày hôm nay chúng ta đi cùng với nhau, chị mời các bạn cùng theo dõi một phần video mà chị Hiên đã chuẩn bị trước cho các bạn ạ. À. Mời các bạn nha Đây ạ. À. thế đấy nhờ? Khiếp thế cơ mà. Đây là gì? Thì lên trên kia thì... Đây là hình ảnh sông Đà, được không ạ? À? chị thì chị cho rằng là cái đầu tiên á khi mà chúng ta tiếp cận với bất cứ một cái văn bản nào đặc biệt là những cái văn bản mà các bạn sợ như là sông đà và sông hương á thì chúng ta nên có những cái hình ảnh nó thật là cụ thể đây là hình ảnh sông đà được không nào đây chính là hình ảnh dòng sông đà là con sông mà có thể các em đã được đến tây bắc các bạn đã đã được đến tây bắc và ngắm nhìn con sông ấy thế nhưng cũng có thể là chưa sông đà đây, tiến lên. đó các thế bạn nhìn thấy sông đà chưa ạ và các em có biết là đây là con sông đà vào mùa nào không các bạn học người lại đấy bắt đầu này các em thấy không ạ ngày xưa thì làm gì có thuyền máy ngày xưa là toàn trèo trèo tay hết đi chứ lấy đâu ra thuyền máy đúng không? Bây giờ có cái công cụ là thuyền máy rồi thì có cái phương tiện là thuyền máy rồi thì cảm giác là cái chuyến hành trình nó sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Nhưng thực sự là cái chuyến hành trình đó nó có nhẹ nhõm hay không? Tôi nói trước về những cái kinh nghiệm Được không ạ? À? Thì các, các bạn sẽ nhìn thấy này đây sông Đà này sông Đà của chúng ta. Các bạn thấy không ạ? Trời ơi, lại quảng cáo chi không biết nữa. <laughs> Rất xin lỗi nhá. Đây ạ, à, đợi chị tí chị chị loát qua quảng cáo ấy tôi buồn quá. <laughs> Đấy thỉnh thoảng muốn phát cho các bạn một cái video mà nó nó dở vậy đấy chúng mình ạ. À. Ok yên tâm, chị sẽ loát về đây các bạn nhìn sông Đà đấy ạ. Thấy không? Không có quảng cáo cái gì đây đâu nhá. Các bạn nhìn thấy sông Đà không ạ? Đây chắc chắn sẽ là hình ảnh con sông Đà vào mùa xuân bởi vì chúng ta thấy rằng là mùa xuân thì nước sông Đà xanh ngọc bích. Còn mùa thu thì nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt của một người bầm đi vì rượu bữa Vậy nên chắc chắn chúng ta có thể thấy đây là sông đà vào mùa xuân Được không ạ? À? Chúng ta sẽ cùng xem thấy không? Đẹp không ạ? À? Đó sông đà đấy Hai bên, thấy không ạ? À? Hai bên bờ sông đà Thấy không? Rất thơ mộng đúng không? Các bạn thấy sao ạ? À? Các bạn thấy về sông đà sao ạ? À? Có đẹp không ạ? À? Các bạn đã bao giờ hình dung và tưởng tượng ra con sông này chưa ạ? Đẹp vậy à? Đúng rồi, sông Đà rất đẹp. Vậy nên là đừng 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 có sợ, sao lại khác với Nguyễn Tuân tả? Chị phải khẳng định luôn là các bạn mà đã học sông Nguyễn Tuân rồi á, thì các bạn phải thấy là Nguyễn Tuân tả cực kỳ chân thực chứ. Sao lại khác à? Cực kỳ chân thực luôn đây ạ. À. Một lát nữa chị sẽ làm cho rõ cho các em, để các em thấy là cực kỳ chân thực. Nhìn nha, để chị tìm cái đoạn vượt thác nha. Đi chặng đường rất là dài, dài lắm. Đá hai bên bờ sông này Nhìn này Đá hai bên bờ sông đấy thấy không đấy. Đá không chỉ là hai bên bờ sông Mà còn là dưới lòng sông nữa nhá Đẹp không ạ à? Rất là đẹp luôn Và các bạn ơi đấy chính vì đá ở dưới ngầm Ở dưới, ngầm ở dưới lòng sông cực kỳ nguy hiểm Thế nên thành ra là gì ạ Đấy các bạn thấy đẹp không Quá đẹp luôn đúng không ạ à? Thấy đá hai bên bờ sông chưa thấy không này đúng như trong phim được không ạ à? có đẹp không ạ à? và chị thì chị nghĩ rằng là để mà các bạn muốn học được về hai con sông ấy thì các bạn phải thực sự có một cái hình dung về cái con sông đó đã được không ạ à? thác đấy bắt đầu thấy không ạ à? Các em ơi nhiều bạn hình dung bảo là chị ơi nhìn nào quá nhanh phải đi nhanh cố gắng đi nhanh lên trên lên trên thì không có tìm mấy cái đoạn trên có mấy cái đoạn thác không vượt được đó không? các em ơi thác không phải là thác dốc từ trên cao xuống như kiểu thác bản dốc đâu các bạn nhá các bạn nhìn ạ đấy bắt đầu này sẽ có những cái đoạn vượt thác các em thấy nước không rất là dữ dội đẹp vậy trời ạ à? Thế nên chị mới bảo là gì? Chị mới bảo là các bạn phải xem Và cái việc này là cái việc mà chị cần phải cho các bạn làm có mấy phút đồng hồ thôi nhưng để các bạn đủ hình dung ra được về con sông này và các bạn sẽ thấy nguyễn tuân tả cực kỳ chân thực thấy sao ạ à? được không ạ à? thấy không thấy không thấy khủng khiếp chưa khủng khiếp chưa vượt thác đấy ạ à? nhưng mà đây là đi xuồng máy nhá còn ngày xưa thì không có xuồng máy đâu mà các bạn thấy là chúng mình đi gì chúng ta thấy là những người lái đò họ đều trèo tay cả thì các bạn phải biết là họ dùng sức như thế nào rồi đấy ạ à? Các bạn thấy không ạ? Đó, đó là sông Đà nha. Đó là sông Đà đấy ạ. À. Được chưa nào các bạn thấy không? Đó, các em thấy không ạ? Và một lát nữa khi chị nói về người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân thì các bạn sẽ thấy Bắt đầu tiếp tục nha, các bạn nhìn này Đấy, thác đấy ạ, à. bắt đầu Cái đoạn này còn không đi được luôn nha, không trèo được luôn mà phải xuống đoạn này là phải xuống nha không đi được luôn ạ à. có những cái đoạn thác mà nó giữ đến mức là không đi được luôn mà phải bắt buộc xuống lấy hết sức luôn các bạn thấy không cực kỳ là nhiều sức luôn đấy ạ à. kể cả là có máy nhưng mà máy cũng không có hề hấn gì cả tuyên ạ à. mà bắt buộc là vẫn phải dùng cả cái sức của người sức của con người để trèo và vượt qua những cái đoạn thác đó nữa thấy không các bạn thấy không đây chưa hết các bạn thấy không ạ? Có những cái đoạn đâu có đi được đâu Được chưa nào? Và các em ơi tất cả những cái hình dung như thế này Chị tin rằng đó đều thấy thác chưa ạ? Quá khủng khiếp luôn ạ Các bạn thấy nước chưa? Xiết không? Các bạn thấy không ạ? Cái hành trình đi lên thượng nguồn chưa bao giờ là đơn giản cả Các bạn thấy chưa ạ? Các bạn thấy không ạ? Đó, và chưa kể đến cái việc là ở dưới lòng sông của con sông này Thì còn có cả những đá ngầm ở dưới lòng sông nữa Được không? Và chúng ta có thể thấy rằng là nếu như không cẩn thận mà con thuyền này bị đá phá hỏng thì sao? Đúng không? Các bạn thấy nước chưa ạ? Thấy khủng khiếp chưa ạ? Và tất cả những cái gì Nguyễn Tuân nói không phải là cái câu chuyện ông ấy theo dệt lên đâu Mà đó là những điều hoàn toàn chân thực nếu như chúng ta thực sự có một chuyến hành trình và cảm nhận về con sông này các bạn nhìn thấy nước như thế nào ạ? đó, rất là khủng khiếp nha. đó các bạn thấy nước chưa? các bạn thấy nước chưa ạ? sợ không ạ? sợ là được rồi. sợ là được rồi. là các bạn là là cái điều mà chị đang mong muốn truyền tải cho các bạn đã được rồi đấy. nhưng bên cạnh đấy các bạn ơi chúng ta sẽ còn có hình dung về một con sông đà rất khác và chị muốn cho các bạn xem ngay và luôn bên cạnh một cái con sông đà mà chúng ta thấy là gì ạ rất là hùng vĩ và hung bạo thì các em ơi có một cái khung cảnh mà chị đã cực kỳ cực kỳ bị ấn tượng bởi cái khung cảnh này thực sự là quá đẹp luôn các bạn có thể đợi chị một chút ạ để chị sẽ lấy cho các bạn xem nhá các bạn đợi chị một chút nha đây ạ cái đoạn mà nguyễn tuân tả ấy bờ sông đà bãi sông đà chuồn chuồn bươm bướm á chị đã không tin cho đến khi chúng ta nhìn thấy cái video clip này mới có thể hình dung ra được cái vẻ đẹp thực sự quá đẹp của dòng sông này và mình chợt nhận ra rằng là nguyễn tuân đã miêu tả quá chân thực đây ạ cái này phải phun cool lên mới được thấy nó bình yên kinh khủng luôn ấy các bạn thấy không đẹp không thơ mộng không trời ơi thật sự là quá bình ok vậy thôi đó là những cái hình ảnh đầu tiên mà chị muốn cho các bạn xem bởi vì chị tin rằng nếu như chúng ta thực sự muốn muốn tìm hiểu về một cái hình tượng nào đó mà đó là một cái hình tượng có thực thì chắc chắn chúng ta nên có những cái gọi là gì ạ trực quan sinh động để chúng ta có thể thực sự có cái cảm xúc với cái hình tượng mà chúng ta chuẩn bị tiếp cận và nếu như với hai cái phần video clip ngắn vừa rồi mà chị vừa đưa ra cho các bạn các bạn cảm thấy rằng là các em đã thực sự thấy sông đà đẹp thì chị rất mong là các bạn sẽ đã chuẩn bị cho mình được một cái tinh thần sẵn sàng để ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân nhắc lại đây không phải là một buổi học đây là một chuyến hành trình hãy nhớ rằng đây không phải là một phần trao đổi kiến thức đây là một phần chị dẫn các bạn đi tìm hiểu về những cái quãng trên sông đà để các em có thể thực sự cảm nhận được vẻ đẹp về dòng sông này qua những lời văn của nhà văn nguyễn tuân vậy nên đừng cảm thấy mệt mỏi mà hãy cho mình một cái tinh thần cứ ngồi để lắng nghe và cảm nhận thôi chúng mình nhá ok chưa nào rồi vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thôi chắc chắn rồi bất cứ tác phẩm nào cũng sẽ chịu cái sự gì ạ à? sẽ chịu cái sự ảnh hưởng của người nghệ sĩ viết nên nó hay nói cách khác đó chính là gì ạ à? cha đẻ của đứa con tinh thần đúng không vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu những cái thông tin đầu tiên về ai ạ à? thông tin đầu tiên về tác giả nguyễn tuần lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương các bạn ơi các bạn nghe nghe thấy câu đỏ và các bạn có thể thấy rằng là đây là hình ảnh của ai ạ à? đây là hình ảnh của nguyễn tuân nhìn thế nào cảm quan của các bạn thế nào các bạn nhìn thấy nguyễn tuân các bạn thấy đưa ra những cái gì ạ à? đưa ra những cái lời nhận xét cho chị về tác giả này được không các bạn nhìn thấy nguyễn tuân là người như thế nào ạ à? À, nhiều bạn bảo là chị ơi nhìn nghệ sĩ quá, à được không ạ, à? nhìn đẹp trai quá, trời ơi này, đi thi mà viết vào là Nguyễn Tuân trong nền văn học Việt Nam hiện đại thì nhà văn Nguyễn Tuân là một nhà văn rất đẹp trai là không ổn đâu, không ổn một tí nào đâu nha, được không ạ, à? đây chỉ là cái sự chia sẻ của các bạn đối với chị thôi, chứ không thể nào mà viết cái kiểu đó đâu nhá, nhớ chưa nào? thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? Chúng ta có thể thấy được là một cái nét nghệ sĩ dường như là toát ra ở con người này, đúng không nào? Và có lẽ cũng chính bởi điều đó mà khi nói về nhà văn Nguyễn Tuân ấy thì các bạn sẽ luôn thấy rằng là đây là một người nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc được không ạ? À? chúng ta có thể thấy được là gì ạ chúng ta có thể thấy được là bản thân nhà văn nguyễn tuân là một người nghệ sĩ mà khi mà chị tìm hiểu về tác giả này chị cảm thấy có quá nhiều điều gọi là gì ạ cuốn hút chúng ta cuốn hút chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi lại một số những cái thông tin nhá một la mã về tác giả tác tìm hiểu chung một nhỏ tác giả bao giờ cũng vậy khi tìm hiểu về bất cứ tác giả nào đề nghị kẻ hai bảng như sau được chưa ạ à, đề nghị kẻ hai bảng như sau thứ nhất tiểu sử con người thứ hai sự nghiệp sáng tác bạn nào đã đăng ký khóa học 10 ngày rồi thì không cần phải ghi có một cái tập tài liệu 12 cuốn chị tặng miễn phí cho các em đấy còn bạn nào mà chưa đăng ký khóa học này thì một xíu nữa đăng ký đi còn hai ngày nữa để đăng ký thôi ạ à hôm nay là buổi học thử của khóa học 10 ngày và chắc chắn là tinh thần của khóa học 10 ngày sẽ còn cháy hơn như thế này rất 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 nhiều lần chắc chắn là như thế rồi tiểu sử con người nhá nhớ luôn này nhớ luôn nhớ luôn đã học là nhớ mà không nhớ thì thôi không nhớ thì đi ngủ nhá không nhớ thì đi ngủ nhá rồi thế thì các bạn sẽ chú ý giúp chị ở đây này nguyễn tuân trước tiên phải nhớ nha quê hương sẽ là cái nơi mà ảnh hưởng tới chúng ta đúng không ví dụ chúng ta ở sinh ra trong một cái miền đất miền trung thì sẽ có những cái điều khác so với việc chúng ta sinh ra ở miền bắc hay là chúng ta sinh ra ở bắc ninh thì sẽ khác so với việc chúng ta sinh ra ở nghệ an mỗi mảnh đất thì sẽ lại có những cái có những cái điều đặc trưng rất là riêng đúng không thì quê của nguyễn tuân là quê hương của nguyễn tuân là ở hà nội à các bạn ơi và ông ấy trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi khá, khi hán học đã tàn ông trưởng thành trong một gia đình nhà nho khi hán học đã tàn được không ạ nếu như nói về tính cách của người nghệ sĩ này thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là đúng đấy ạ ở phía trên có một bạn nói rằng là Nguyễn Tuân có phải là một nhà văn rất khó tính không chị? <laughs> chị nghĩ là để chúng ta đánh giá được về cái đó thì các em cứ gọi là các bạn cứ theo sát tất cả những cái nội dung mà chị đang cung cấp ở đây đi. Ok ông nào để xem có Nguyễn Tuân có phải là một người khó tính không chúng mình nhá. Thì ở đây các bạn có thể thấy là thứ nhất, Nguyễn Tuân là người yêu Việt Nam với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Yêu Việt Nam với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc được không ạ à? yêu việt nam với những cái giá trị cổ truyền của dân tộc và các em có biết không ông ấy yêu tiếng việt vô cùng được không ạ à? ông ấy yêu tiếng việt vô cùng và chúng ta có thể thấy rằng là gì nào chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn nguyễn tuân ý nhá bản thân nhà văn nguyễn tuân là một người yêu những cái giá trị văn hóa truyền thống và có lẽ cũng chính vì vậy mà các em có biết tới một cái tác phẩm cực kỳ tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân không? Đó là một cái tập vang bóng, một tập truyện vang bóng một thời, nói về những cái vẻ đẹp của quá khứ. Và các em có nhớ không? Trong chương trình ngữ văn lớp 11 chúng ta có được học một cái tác phẩm trích rút ra từ tập vang bóng một thời, đó chính là gì ạ? đó chính là chữ người tử tù với nghệ thuật thư pháp. Với nhân vật chính đó là ai ạ? Đó là người tử tù Huấn Cao. Các bạn có nhớ không ạ? Ừ, rồi ok. Tất cả những điều mà các bạn đang nêu ra cho chị ở đây đều rất là đúng và yên tâm. Chị sẽ đưa những cái thông tin đó vào trong cái phần tài liệu này để các bạn có thể nắm được nhá. Ok chưa nào? Các bạn có thể thấy rằng là ông ấy yêu tha thiết những cái giá trị văn hóa cổ truyền và ông ấy cũng yêu tha thiết tiếng việt yêu tha thiết tiếng việt được không ạ và chúng ta có thể thấy rằng ở Nguyễn Tuân ấy thì cái ý thức cá nhân phát triển rất cao ý thức cá nhân phát triển rất cao được không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là cái ý thức cá nhân phát triển rất cao nó nó vì sao lại như vậy bởi vì thứ nhất là ông muốn là ông viết văn trước hết để khẳng định cái cá tính độc đáo của mình thế nên là mới tự gán cho mình một cái chứng bệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch với một cái lối sống tự do phóng túng của ông và chính vì thế mà nó không hề phù hợp với cái chế độ thuộc địa và các em đều biết rằng là ông nguyễn tuân thì ông ấy phải đi tù hai lần đấy lần đầu tiên đi tù là sao là vì phản đối giáo viên Pháp nói xấu người Việt và chị xin kể cho các bạn. Đây, chị xin kể cho các bạn một cái câu chuyện này để các bạn có thể thấy là ông Nguyễn Tuân này, ông ý... Cũng tức là có một cái ngông nghênh một cái gì đó, một cái ý thức cá nhân mà... Đây, chúng ta có thể nghe một cái câu chuyện như này về Nguyễn Tuân nhá. Có thể là các bạn đã biết rồi. À, nói tới nhà văn Nguyễn Tuân thì giới văn nghệ trí thức không ai là không thừa nhận tài năng văn chương của ông và đặc biệt là ở thể ký nhất là tùy bút và nguyễn tuân đã cho xuất bản gần 20 tác phẩm thì quá nửa đều là tùy bút thế nhưng mà cũng có những cái câu chuyện mà người ta gọi là ba cái ngang của nguyễn tuân ạ à. không biết các bạn đã biết tới cái câu chuyện này chưa à đầu tiên cái ngang đầu tiên là bút danh lạ hoắc nói tới nhà văn nguyễn tuân thì giới nghệ thuật tri thức không không ai là không thừa nhận cái điều đó được không ạ thì chúng ta có thể thấy rằng là tùy bút của nguyễn tuân có một văn phong riêng sâu sắc uyên thâm nhưng đã đưa chút ngang ngang nhưng mà vừa lại tài ba lại đài cát đúng không ạ thế thì chúng ta thấy rằng là thông thường thì những cái người mà người ta có tài đúng không ạ khi những cái thông thường những người có tài đúng không ạ thì sẽ thường có nhiều tật thì bản thân nguyễn tuân lại có tật là rất là ngang và để lại được không ạ đại để là ông có sáu bút danh thì ba bút danh của ông tên là như này Không biết các bạn có biết những cái bút danh này của nguyễn tuân không bút danh đầu tiên là ngột lôi quật được không ạ à? ngột lôi quật bút danh đấy rồi thì gì ân ngũ tuyên ân ngũ tuyên là gì chơi chữ là nguyễn tuân đấy được không ạ à? rồi thì gì ạ à? tuấn thừa sắc các bạn ạ à? tuấn thừa sắc đấy ba cái bút danh đấy có sáu bút danh thì ba bút danh một là ngột lôi quật Thứ hai là Ân Ngũ Tuyên và ba là Tuấn Thừa sắc Đấy, bút danh đấy. Các bạn thấy không? Đặt tên bút danh có lạ hoắc không? Đó là bút danh của Nguyễn Tuân nha. Các bạn đang cảm thấy khó hiểu à? Các bạn đang cảm thấy khó hiểu à? <laughs> Rồi ạ. À. Đấy, thế nên mới bảo là ngang mà, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này, câu chuyện thứ hai. Một cái câu chuyện mang tên là Các cậu ngại thì ra xe trước. Đấy là nhà thơ Tế Hanh có kể là khoảng năm 1973 thì một đoàn nhà văn Việt Nam gồm Nguyễn Tuân này, Kim Lân này, Tế Hanh này được hội nhà văn Liên Xô cũ mời sang thăm. Và khi đến thăm nghĩa trang danh nhân thế giới ở Moscow, nơi yên nghỉ của các danh nhân nổi tiếng trên thế giới trong mọi lĩnh vực, văn học, nghệ thuật, chính trị thì lúc vào nghĩa trang này, người phiên dịch đi theo đoàn đã bố trí cho mỗi người một bó hoa. Ai muốn viếng danh nhân nào thì sẽ đặt hoa lên mộ của danh nhân ấy. Nguyễn Tuân đã yêu cầu cô phiên dịch mua cho hai bó và Kim Lân đã đặt hoa lên mộ của Eren Bua, còn Nguyễn Tuân đặt hoa lên mộ của Sê Khốp và Gogol. Và đi được một đoạn thì chợt thấy mộ của Khrup shop thì Nguyễn Tuân đã dừng lại thắp hương và biết Kim Lân và Tế Hanh ngần ngại về việc đó thì Nguyễn Tuân đã dục Kim Lân và Tế Hanh là các cậu ngại thì cứ ra xe trước đi. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, thế nên cái câu chuyện ở đây chúng ta có thể thấy là Rõ ràng là cái quy định của người ta đã là như thế rồi Đúng không? Thế mà vẫn cứ cố tình như vậy Đấy, xong rồi bảo với cả Kim Lân là Tế Hanh là Thôi các cậu ngại thì các cậu cứ đi ra trước đi Đó, ok chưa ạ? Hay là một câu chuyện khác nhá Để các bạn thấy được cái ngang của Nguyễn Tuân nhá Đó là khoảng năm 1968 Cho đến năm 1972 Hồi nhà văn Hoàng Quốc Hải còn làm biên tập ở tạp chí Sáng tác Hà Nội Nay là tờ báo Người Hà Nội thì năm đó à, thì giặc Mỹ đã cho máy bay B-52 leo thang ra bắn phá miền Bắc và Hà Nội. Chúng bị quân và dân ta bắn rụng tơi tả. Nguyễn Tuân viết bài về phi công Mỹ bị bắt giam trong dịp Tết âm lịch có nhan đề. Đó là cho giặc tàu bay Mỹ nó ăn một cái Tết ta. Các em thấy cách đặt tên tiêu đề không ạ? Cho giặc tàu bay Mỹ nó ăn một cái Tết ta. Nguyên văn tựa đề lúc đầu là cho giặc lái Hoa Kỳ nó ăn một cái Tết ta. Nhưng mà cái chữ giặc lái nhà văn Nguyễn Tuân lại đánh một cái hoa thị dấu sao và chú thích là người Mỹ lái máy bay hoặc công dân Hoa Kỳ lái máy bay. Thì thấy ngay được cái từ chú thích trên có ý ngang ngang thì nhà văn Hoàng Quốc Hải mới nói với bác Tuân là Thưa bác, nhà văn Hoàng Quốc Hải thì e ngại ngập ngừng và nhà văn Nguyễn Tuân biết ngập ngừng điều gì mà ngại nói thế nên Nguyễn Tuân chốt ngay cậu lại ngại cái hoa thị ấy phải không này hoàng quốc hải cứ để đấy cho mình chọc tô hoài bởi vì tô hoài lúc đó là tổng biên tập tạp chí sáng tác hà nội và à, gì ạ nhà báo hoàng quốc hải thì có nói nhà văn hoàng quốc hải thì có trao đổi lại là thưa bác số báo này thì bác nguyễn bắc trực chứ không phải bác tô hoài bác nguyễn tuân mới cười ầm lên và cầm lấy bàn thảo ờ thôi đưa đây Nguyễn Tuân ngồi sửa sửa ngay tại chỗ, xóa gạch mấy dòng miệng lầm nhầm. Mình chữa lại bản thảo cho Hoàng Quốc Hải. Hôm sau Nguyễn Tuân đến tòa soạn, Hoàng Quốc Hải nhắc là anh Bắc lại dặn là bảo bác Tuân cắt cái đoạn ấy đi. Nhưng Nguyễn Tuân quyết không cắt như ý của anh Bắc. Và lần thứ ba bác Tuân lại đến tòa soạn thì lúc đó có Nguyễn Bắc, lúc đó là phó tổng biên tập và là giám đốc sở văn hóa Hà Nội. Thì thấy Nguyễn Tuân thì Nguyễn Bắc đã gieo lên là a à, may quá bác Tuân gì thế nguyễn bắc cái bài của anh bài làm sao cái chỗ này anh phải xem lại cho sau khi hai người tranh luận người bảo để nguyên người bảo cắt nguyễn tuân thuyết phục ông nguyễn bắc không nghe liền đổi sắc mặt bực bội sao phải cắt tôi thấy cứng quá nguyễn tuân đứng lên nói rằng từng tiếng này nhé anh muốn cắt của tôi thì anh viết lấy mà cắt sau đấy thì nguyễn tuân đã quay lưng đi thẳng <laughs> được không ạ các bạn ơi các bạn có thể thấy là đó là những cái câu chuyện mà chị chia sẻ với các bạn để các bạn có thể thấy là chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân rõ ràng là một người nghệ sĩ rất đặc biệt đúng không ạ? Và là có lẽ cũng chính bởi vì thế mà khi tìm hiểu về người nghệ sĩ này thì chị rất là 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 ngưỡng mộ, rất là ấn tượng và cảm thấy đây là một người nghệ sĩ mà mình cực kỳ muốn đi tìm hiểu, thực sự là như vậy ạ, cực kỳ muốn đi tìm hiểu. Rất muốn đi tìm hiểu và các em có biết không đến khi tìm hiểu thì nhận ra rằng là các em có biết là là nhà văn Nguyễn Tuân của chúng ta ấy được không ạ? À? À, nhà văn Nguyễn Tuân của chúng ta ấy thì à, đã có cái thời điểm đó là kể cả trong văn chương ông ấy là một người tài giỏi như thế nào thì ông ấy trong cuộc sống của ông ấy ông ấy cũng chỉ có một mối tình duy nhất, tình đầu cũng là tình cuối. Nguyễn Tuân lấy vợ rất sớm nha. Được không ạ? À? và vợ của Nguyễn Tuân là bà Vũ Thị Tuệ. Được không ạ? À? Bà Vũ Thị Tuệ thì có kể lại rằng là Nguyễn Tuân thì đi suốt thôi. Và có thể thấy rằng là gì ạ? À? Cứ liên tục đi bởi vì bản thân ông ấy là một người rất là thích đi. Và đến lúc mà có một cái câu chuyện được kể lại, đấy là lúc sắp đẻ đứa thứ sáu ấy thì nhà văn Nguyễn Tuân có hứa với vợ của mình là sẽ hẹn vợ là đưa vợ đi sinh. Lúc đấy thì bà Tuệ cảm thấy rất hạnh phúc Nhưng mà cuối cùng đợi mãi đợi mãi Thì cũng không thấy chồng của mình về Và ngay cả một bức điện Một bức thư đưa tin cũng không có Và đến ngày sinh thì bà Tuệ lại phải Buồn giàu thui thủi đi một mình Vào nhà hộ sinh Không tránh có phần tủi thân và thầm oán trách Cái sự vô tâm của chồng Hay là có một lần mang con đi xem chiếu bóng Đi xem dạp cine Đi vào dạp cine xem chiếu bóng tan phim Ông mải theo bạn bè đi chơi tiếp Bỏ quên con đang nằm ngủ trồng queo Ngủ trèo queo trong giảm Và đến khi nhớ lại, quay lại giảm Thì sao ạ? À? Thì thấy vắng hoe Lúc đấy mới bắt đầu lo Và không ngờ là vợ của mình đã đến dẫn con Về tự lúc nào rồi Đó các bạn ạ, à, các bạn có thể thấy là Những cái câu chuyện chúng ta tìm hiểu Về nhà văn Nguyễn Tuân Suy cho cùng thì tất cả các nhà văn Họ đều chỉ là những con người bình thường họ có thể rất giỏi trong việc cầm bút và sáng tác những tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Thế nhưng mà suy cho cùng thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là Nguyễn Tuân vẫn chỉ là gì ạ? Vẫn chỉ là một người chồng, một người bố rất bình thường, đúng không? Thậm chí là có cả những cái sự thờ ơ vô tâm toành toàng vân vân. Được chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là không phải vì như thế mà bà Tuệ lại ngừng yêu và gì ạ à? ngừng thương chồng nghĩ lại từ khi lấy nhau cho đến lúc có 7 muộn con nha 7 đứa con nha các bạn nha 7 người con nha chúng tôi xa nhau luôn nghĩ biết bao khó khăn vất vả nhưng cứ mỗi lần tôi nhà tôi đi xa về thấy các con khôn lớn ông lại rất vui được không ạ à? và tôi cũng thấy mát lòng quên đi tất cả những cái muộn phiền vất vả và đối với tôi nhà tôi lúc nào cũng rất chu đáo Tôi nhà tôi chưa hề nặng lời với tôi lần nào, mặc dù đi xa nhưng tôi tin ở nhà tôi. Hồi trước cách mạng nhà tôi cũng theo bạn đi hát ả đào, tôi còn nhớ, có lần người ta đến gõ cửa báo tin cho mẹ con tôi biết, nhà tôi đang làm, đang ở nhà này nhà nọ, tôi cứ mặc dưới mắt tôi, nhà tôi bao giờ và lúc nào cũng là một người có suy nghĩ. Các bạn ơi, tình đầu cũng là tình cuối đấy ạ, à, được không nào? đó một số những cái thông tin liên quan tới tiểu sử con người của nhà văn nguyễn tuân các bạn nhé và chúng ta có thể thấy rằng ông ấy là một người rất mực tài hoa đúng không ạ có hiểu biết có vốn hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau về các lĩnh vực khác nhau ví dụ như là về hội họa điêu khắc sân khấu điện ảnh bên cạnh gì ạ à? bên cạnh văn học và chúng ta có thể thấy rằng là gì nào chúng ta có thể thấy rằng là chính vì điều đó bởi vì hiểu biết nhiều vậy nên chúng ta có thể thấy là bản thân nguyễn tuân vẫn thường vận dụng con mắt của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau để tăng cường cái khả năng quan sát và diễn tả nghệ thuật văn chương ông ấy là một trong những diễn viên kịch nói và diễn viên điện ảnh đầu tiên ở việt nam không chỉ là nhà văn nha mà còn là diễn viên nữa đấy ạ. À. Diễn viên kịch nói và diễn viên điện ảnh nữa đấy các bạn ạ. À. Ok chưa nào? Và các em có biết là là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân được đóng phim gì không? Lại có một cái câu chuyện rất là hay mà muốn được kể lại cho các bạn. Không biết là các bạn có biết là là nhà văn Nguyễn Tuân đóng phim gì không ạ? À? Các bạn có biết là nhà văn Nguyễn Tuân đóng phim gì không? Các bạn có biết nhà văn Nguyễn Tuân đóng phim gì không ạ? Và Nguyễn Tuân đã từng đóng phim gì không ạ? À, đó Vậy thì chị sẽ để cái câu hỏi này để cho các bạn chủ động tìm hiểu cho các bạn tò mò nha Được không nào? Chị sẽ để các bạn tự tìm hiểu để các bạn tò mò nhá Còn lại chị sẽ giải đáp cái câu chuyện này Một cái câu chuyện nữa cũng rất rất là thú vị về Nguyễn Tuân khi ông ấy đi đóng phim Còn <laughs> Cái bộ phim đó là bộ phim gì Thì chị Yên sẽ hẹn các bạn Ở trong khóa học 10 ngày nhá Rất thú vị luôn, một câu chuyện cực kỳ thú vị Và chị hứa là sẽ kể với các bạn à, Nhờ chị mà em biết nhiều thông tin Về Nguyễn Tuân quá à. Đấy là em chưa thực sự nghiêm túc để học và tìm hiểu thôi Còn khi em đã thực sự nghiêm túc Học và tìm hiểu rồi thì Chắc chắn luôn em sẽ rất thích Các nhà văn mà em được tìm hiểu Chắc chắn đấy ạ Được không nào không phải làng vũ đại ngày ấy đâu Thôi nói chung là phim gì Một cái phim đặc biệt lắm Thôi cái đấy chị sẽ nói sau với các em nha Hẹn trong khóa học 10 ngày nha Rồi Bây giờ tiếp tục này Chúng ta thấy rằng là bên cạnh việc à, Đó là có cái vốn hiểu biết sâu rộng Về các lĩnh vực khác nhau Thì bản thân nhà Văn Nguyễn Tuân Cũng là một người nổi tiếng là sành ăn Với ông ấy á Thì ăn là một nghệ thuật đấy Là một giá trị thẩm mỹ đấy là một cái sự khám phá ngon mà tạo hóa đã ban cho đấy Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Được không ạ? À? Chứ không phải đơn thuần ăn chỉ là ăn đâu không phải là mình đói xong mình nhìn thấy đồ ăn mà mình nhào và mình ăn đâu. Được chưa nào? Và chúng ta thấy rằng bản thân nhà Văn Nguyễn Tuân cũng là một con người yêu thiên nhiên tha thiết. Yêu thiên nhiên tha thiết. Là một con người yêu thiên nhiên tha thiết được không ạ à? và có những cái phát hiện hết sức độc đáo và tinh tế về núi sông cây cỏ trên đất nước mình được chưa ạ à? và bên cạnh đó thì nhà văn nguyễn tuân cũng là một nhà văn mà biết quý trọng nghề nghiệp của mình nhá là một nhà văn biết quý trọng nghề nghiệp của mình và đối với ông ấy thì sao ạ à? Nghệ thuật là một cái hình thái lao động nghiêm túc, thậm chí là khổ hạnh và ông ấy đã lấy chính cuộc đời cầm bút hơn nửa thế kỷ của mình để chứng minh cho cái quan niệm về làm về việc làm nghệ thuật này. Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Đó là một vài những cái thông tin về tiểu sử con người của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế còn nếu như chúng ta nói về sự nghiệp sáng tác, không chỉ với Nguyễn Tuân mà với gì ạ à? mà với bất cứ một tác giả nào các bạn cũng nên chủ động đi tìm những nội dung như sau thứ nhất về quá trình sáng tác cái thứ hai đó là gì ạ à? đó là phong cách nghệ thuật phong cách nghệ thuật được không ạ à? phong cách nghệ thuật cái thứ ba đó là gì ạ à? giọng văn được không? Thì ở đây các bạn sẽ xem nhá Trước tiên là đối với quá trình sáng tác Thì nói về cái quá trình sáng tác của nhà văn này Các bạn sẽ để ý giúp cho chị đó chính là Gì nhở? Chúng ta sẽ lấy cái mốc năm 1945 Các bạn sẽ lấy cái mốc năm 1945 Giúp cho chị sẽ là cái mốc để phân định Về cái quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân Tại vì sao? Các bạn có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã có được một cái cuộc lột xác kỳ diệu sau năm 1945, đúng không ạ? Trước đấy, trước năm 1945 nhé. Trước năm 1945 thì tác tác phẩm của Nguyễn Tuân trước cách mạng chủ yếu xoay quanh ba đề tài. Chủ yếu xoay quanh ba đề tài và ba đề tài đó là gì các bạn biết không ạ ba đề tài đó là gì các bạn biết không đó là chủ nghĩa xê dịch chủ nghĩa xê dịch đó là gì các bạn biết không ạ đó là vẻ đẹp của một thời vang bóng vẻ đẹp quá khứ vẻ đẹp của một thời vang bóng đấy ạ và đó là gì các bạn biết không đó là đời sống trụy lạc. Nhớ nha. Đây là giai đoạn trước cách bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy bất mãn với thời cuộc mà. Đúng không ạ? Bất mãn với thời cuộc. À, không có cái cách nào để thoát ra được khỏi cái trạng thái cảm xúc bất mãn đó cả. Vậy nên là thành ra chỉ có thể thể hiện cái lòng yêu nước của mình được không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À? Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân ấy, kể cả là trước hay sau cách mạng. Ông ấy vẫn luôn luôn giữ được một cái lòng yêu nước, chẳng qua nó được thể hiện trên cái cách như thế nào thôi. Thì ở đây cái lòng yêu nước được thể hiện qua cái việc ông ấy tìm lại những cái quá khứ cái vẻ đẹp của quá khứ một thời vang bóng. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Đối với phong cách nghệ thuật thì sao nè À chị xin lỗi Còn sau năm 1945 nữa Thế thì các bạn có thể thấy là cái bài mà chúng ta học Chuyện ngắn chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân ý Thì là chúng ta đã Chúng ta đã thấy là nó thuộc cái giai đoạn này này Đúng không ạ? Thế còn cái giai đoạn sau năm 1945 này Chính là cái giai đoạn mà ra đời sông đà đấy Ra đời người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân đấy Đúng chưa? thì chúng ta thấy rằng từ sau cách mạng tháng 8 với một cái gì ạ? Với một cái cuộc lột xác kỳ diệu thì bản thân nhà văn Nguyễn Tuân bây giờ đã chân thành đem ngòi bút phục vụ cho cuộc chiến đấu của dân tộc. Nguyễn Tuân luôn có ý thức phục vụ trên cương vị của một nhà văn và đồng thời muốn phát huy được cá tính và phong cách độc đáo của mình. Có nghĩa là gì? Ông ấy vẫn viết tiếp tục đi theo cái chủ nghĩa xe dịch ông ấy viết về cái đẹp. Thế nhưng bây giờ là cái đẹp của hiện tại. Đó là cái đẹp nhìn thấy ở cảnh sắc đất nước và cái đẹp nhìn thấy trong chính con người lao động. Được không ạ? À? Các bạn chú ý giúp chị nhớ chưa nào. Đóng góp với những cái trang viết ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi nhân dân lao động trong chiến đấu và sản xuất, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Trước 45 là gì? Là chủ nghĩa xây dịch Là vẻ đẹp của một quá khứ Một thời vang bóng Là gì? Là đời sống trụy lạc Đúng chưa? Nhưng sau đấy là gì? Là gì? Là cái đẹp của hiện tại vẫn Cái cái đẹp vẫn là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt Trong cái hành trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân Nhưng 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 Nhưng, nhưng sao? Nhưng bây giờ là cái đẹp của hiện tại Không phải tìm về quá khứ không phải tìm về những cái vẻ đẹp của quá khứ nữa mà bây giờ là vẻ đẹp của hiện tại. Còn nếu như mà nói về cái chơi ngông của Nguyễn Tuân, về cái ngông nghênh kiêu bạc của nhà văn Nguyễn Tuân thì có quá nhiều thứ để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau. Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, bạn nào muốn nhận cái deal 999 000 đăng ký khóa học 10 ngày á thì đã điền link luôn hộ chị nha. Được không ạ? À? Chị vẫn chưa thấy các anh chị báo lại là đã đủ các bạn được nhận cái deal đó chưa nữa Nên là các bạn có thể điền nhá Rồi, hãy nhớ là deal đó chỉ có trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thôi Sau khi chị dạy xong cái phần nội dung này là thôi, hết deal đó luôn đấy Muốn đăng ký khóa học 10 ngày thì cũng sẽ không còn cái deal đó nữa đâu ạ à. Rồi, các bạn ơi bây giờ quay trở lại nhá Nhớ chưa? Nhưng mà nhớ cái đấy chưa? Nhớ về Nguyễn Tuân chưa? Không nhớ là không được đâu nhá Đến cái giai đoạn này là học đến đâu nghiêm túc là học đến đâu là học đến đấy nhá Ok chưa ạ? Chị rất cảm ơn bạn có nick Facebook tiếng Hàn. <laughs> chị giảng hay quá. Chị chỉ đang rất cố gắng để thực sự mong muốn các em có thể ghi nhớ nội dung kiến thức. Bởi vì chị biết rằng giai đoạn này thực sự không còn nhiều thời gian nữa các em ạ. Chị không muốn các bạn sẽ sẽ bỏ lỡ đâu. Chị không muốn các em sẽ bỏ lỡ đâu nhá. Chị thực sự không muốn các em bỏ lỡ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay chị không muốn là các bạn sẽ phải nói ra giá như hoặc là cảm thấy thật hối tiếc vì mình đã không học được không ạ à? chị không muốn điều đó xảy ra chút nào cả vậy nên chị rất mong là các bạn sẽ cố gắng và nỗ lực ở trong giai đoạn này được chưa nào rồi bây giờ quay trở lại nhá chúng ta có này về phong cách nghệ thuật chúng ta sẽ có về phong cách nghệ thuật thì các bạn có thể thấy rằng sẽ có một số những cái vấn đề sau về phong cách nghệ thuật này thứ nhất là về thể loại sở trường. Thể loại sở trường. Thể loại sở trường là gì ạ? À? Thể loại sở trường là gì nào? Thể loại sở trường là tùy bút, đúng không? Ok chưa ạ? À? Thứ hai, Nguyễn Tuân đi theo chủ nghĩa xe dịch. Chủ nghĩa xe dịch. Và gì nữa ạ? Và cái đẹp cái đẹp là sợi dây xuyên suốt. Ok chưa ạ? Cái đẹp là sợi dây xuyên suốt trong cái hành trình sáng tác của người nghệ sĩ này. Được chưa ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân thì thường xuyên sử dụng cái vốn kiến thức liên ngành đa ngành cùng với những cái so sánh liên tưởng độc đáo và thú vị. sử dụng vốn kiến thức liên ngành đa ngành cùng với những liên tưởng so sánh thú vị những cái liên tưởng so sánh cực kỳ độc đáo mà tìm hiểu về người lái đò sông đà các bạn sẽ thấy đúng không ạ các bạn sẽ thấy ngay được cái đó và mỗi trang văn của nguyễn tuân đều thể hiện cái sự tài hoa và uyên bác nhìn sự vật sự hiện tượng trên cái góc độ thẩm mỹ và nghệ thuật được không ạ nhìn sự vật trên góc độ thẩm mỹ nghệ thuật được chưa nào và giọng văn của người nghệ sĩ này thì sao vừa đỉnh đạt vừa cổ kính vừa trẻ trung vừa hiện đại đỉnh đạt cổ điển cổ kính trẻ trung nhưng vẫn trẻ trung và hiện đại được không ạ à? à ông là nhà văn của à, những tính cách phi thường nhà văn của những tính cách phi thường à, là gì ạ à? à, của những tình cảm cảm giác mãnh liệt của những tình cảm cảm giác mãnh liệt là nhà văn của núi cao vực sâu thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ ok chưa ạ à? và chúng ta có thể thấy rằng đây phong cách của nhà văn này có thể gói gọn trong một chữ ngông được không ạ à? và khi nói về nguyễn tuân thì bao giờ chúng ta cũng sẽ dùng những cái cụm từ đó là gì ạ à? đó là tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc xong nhá lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương có lẽ cũng chính vì vậy mà đã từng có một tác giả cho rằng là văn chương của Nguyễn Tuân không phải là văn chương dành cho những kẻ tầm thường mà văn chương của Nguyễn Tuân để có thể cảm nhận được thì chúng ta sẽ cần phải đọc từng chút, cảm nhận từng chút về những cái trang viết mà người nghệ sĩ đó truyền tải. Được không ạ? các bạn hãy chú ý giúp chị nhé vậy nên chúng ta thấy rằng cái ngông nghênh ở đây không phải là cái ngông nghênh khinh người mà cái ngông nghênh ở đây là một cái ngông nghênh có cơ sở khi mà người nghệ sĩ này thực sự là một con người tài năng và ông ấy rất muốn thể hiện rõ cái tôi cá nhân thể hiện rõ về cái ý thức cá nhân phát triển rất cao của mình nên chúng ta thấy rằng là đó là một cái điều cực kỳ là hợp lý thôi đúng không ạ bản thân nguyễn tuân là một người nghệ sĩ rất là thú vị đúng không? Và cực kỳ cuốn hút khi mà chúng ta tìm hiểu về con người này, về người nghệ sĩ này. Vậy nên các bạn ơi, đừng sợ người lái đò sông Đà và cũng đừng ngại về việc tìm hiểu về Nguyễn Tuân các em nhá. Ok chưa nào? Tạm thời vậy đi. Sẽ có thêm một vài những cái chia sẻ nữa nhưng chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong khóa học 10 ngày. Và các em nhớ đăng ký luôn khóa học 10 ngày. À, anh chị admin có thể giúp chị ghim cái link khóa học 10 ngày để cho các bạn ấy đăng ký để nhận deal được không ạ? Giúp chị cái đăng ký, đăng ký khóa cho chị cái link của đăng ký khóa học 10 ngày để các bạn ấy có thể đăng ký để nhận deal giảm học phí trong duy nhất buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Ok chưa ạ? À? Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ văn bản. Đây ạ, à, xem xem slide đi. Xem slide đi nhá. Ồ đợi chị chút, đợi chị chút. Xem slide nhá. Ok ạ. À. Đây. Đó, quên Đấy, cuộc đời nhá. Được chưa? Sinh ra ở Hà Nội. Sống nhiều ở sống ở nhiều tỉnh miền Trung. Cuối bậc thành trung ở Nam Định, học ở, ở Nam Định, dùng ngòi bút để phục vụ cách mạng là tổng thư ký của Hội Văn nghệ Việt Nam và đã đạt được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục nhá. Đây, đây 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 đây. Tính cách và con người của Nguyễn Tuân này. Nhà văn có tính cách riêng biệt, lòng yêu nước ở chiều sâu, ý thức trân quý những giá trị, văn hóa dân tộc. Con người thẳng thắn và dám bộc lộ cái tôi riêng, yêu cái đẹp, độc đáo, gai góc và ham tìm hiểu, khám phá. Được chưa ạ? Chưa hết. Nói về sự nghiệp thì đây là một nhà văn lớn suốt đời đi tìm cái đẹp. Vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với văn học Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng là thúc đẩy cái thể loại tùy bút bút ký hay còn gọi là thể ký phát triển này và bên cạnh đấy thì nguyễn tuân còn được gì ạ còn được coi là một người thầy phù thủy ngôn từ là một người luyện đan ngôn ngữ bởi vì chính ông ấy đã góp phần làm phong phú thêm cho ngôn ngữ văn học dân tộc và ông ấy đã mang đến một cái phong cách rất là tài hoa độc đáo cực kỳ riêng biệt được không ạ cực kỳ riêng biệt được không nào trong nền văn học việt nam hiện đại Vậy nên các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Đó là về nhà văn Nguyễn Tuân Đó các bạn thấy không? Cười rất tươi, một hình ảnh cực kỳ nghệ sĩ Đúng không ạ? Và đây chúng ta sẽ có phần đây Sông Đà Hoàn cảnh sáng tác Sông Đà Chúng ta sẽ nhớ mấy mốc thời gian nhỉ? Hai mốc thời gian Đó là năm 1958 Và năm 1960 đây sẽ là hai mốc thời gian mà các bạn cần phải nhớ với hoàn cảnh ra đời người lái đò sông đà các bạn nhá chúng ta sẽ có này ý thứ nhất tác phẩm được viết trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc được không ạ à? đó là kết quả của chuyến đi thực tế của những chuyến đi thực tế của nhà văn đến tây bắc trong kháng chiến chống pháp được không ạ à? và đặc biệt là chuyến đi thực tế năm 1958. Ok chưa ạ? Vậy là trước đấy là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có nhớ giai đoạn kháng chiến chống Pháp được tính từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu không? Từ năm 1945 cho đến năm 1954, đúng không? Thế thì chúng mình thấy rằng là cái giai đoạn đấy là ông này ông ấy cũng đã đến với Tây Bắc rồi. Nhưng mà lúc đấy chưa có đủ có nghĩa là bản thân nhà là nhà văn Nguyễn Tuân là một người nhá. Nếu tôi đã muốn viết về một cái gì đấy thì tôi sẽ cần phải gì ạ? Tôi sẽ cần phải có một cái thời gian để tìm hiểu, để nghiên cứu, để ngẫm nghĩ rất là kỹ lưỡng mới cho ra đời một cái tác phẩm viết về cái hình tượng đó. Vậy nên ở đây cũng như vậy. Nhà văn Nguyễn Tuân đã có nhiều chuyến đi tới vùng đất này. Thế nhưng mà cái chuyến đi đưa tới cái quyết định để viết về một cái tập tùy bút Mang tên là Sông Đà. Thì đó là năm 1958. Được chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là tùy bút. Tùy bút. Người lái đò sông đà. Thì được in trong tập tùy bút sông đà. Được không ạ? À? Hoàn thành vào năm 1960. Bao gồm có 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phát thảo được không ạ à? và nguyễn tuân thì đã đi đến với nhiều vùng đất khác nhau sống với bộ đội công nhân và đồng bào các dân tộc thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn một cái nguồn cảm hứng sáng tạo bên cạnh một cái phong cảnh tây bắc uy nghiêm hùng vĩ tuyệt vời thơ mộng thì nguyễn tuân đã phát hiện được cả cái gì ạ cả cái vẻ đẹp quý báu trong tâm hồn con người mà ông gọi là thứ vàng mười đã qua thử lửa đó chính là cái vẻ đẹp nơi con người lao động tây bắc vậy là ông đã tìm kiếm được cái chất vàng của thiên nhiên và chất vàng mười của con người Đó, được không ạ? Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị nhá Vậy thì, những cái từ khóa Mà chúng mình cần phải ghi nhớ Để có thể biết được Về cái bài này Đó là gì? Là sông đà này Được chưa ạ? năm 51950 Đây ạ, chúng ta sẽ có năm 51958 này Chuyến đi thực tế này đúng không? Sau đó tập tùy bút sông đà này, năm 1960 này, đó, được chưa ạ? Sau đó thì là gì? Phong cảnh thiên nhiên này, và vẻ đẹp con người này, thế thôi, xong. Đó, một cái hệ thống từ khóa ngắn gọn để chúng mình có thể ngay lập tức định hình ra được về cái hoàn cảnh ra đời của người lái đò sông đà, ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị như vậy nhé. Các bạn ơi các bạn đợi chị một chút xíu chị cắm cái sạc pin nha Trong lúc đấy các bạn cũng có thể nghỉ một chút Bởi vì là chúng ta đã học được hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Và đương nhiên là trong khóa học 10 ngày thì chúng mình sẽ còn học khoảng 4-5 tiếng cơ Chị cũng sẽ cho các bạn nghỉ độ 10 phút trong một 10 đến 15 phút trong một buổi học cho các bạn đỡ mệt Nói là nghỉ thôi Nhưng mà bản chất ý Nói là nghỉ thôi nhưng mà bản chất là các bạn vẫn cứ bắt chị nói chuyện. <laughs> Đó, nói là nghỉ thôi nhưng bản chất là các bạn vẫn bắt chị nói chuyện. Nói thật là như vậy. Nên là thành ra là chị nói thật đấy, là bắt đầu khóa học 10 ngày là hôm nào chị cũng phát 5 5 4 5 tiếng đồng hồ là là câu chuyện có thật đấy. <laughs> các em ơi, vậy nên là ghim giúp chị cái link đăng ký khóa học 10 ngày lên đi ạ. Để các bạn ấy đăng ký trong lúc đang được nghỉ đi ạ. Ui, nhanh thế á. nhanh cái chi sắp 11 giờ rồi đây này nhanh gì nữa Thế các bạn ơi đây chị sẽ cho các bạn xem một chút xíu về cái lộ trình và hệ thống tài liệu của khóa học 10 ngày nhá Đây này có mấy bạn ở trong khóa học 10 ngày chắc đang vào lấy tài liệu chị áp trước đây này đấy thấy con gì đây, Jack ca gì đây ẩn danh với vượn cáo ẩn danh đây chắc là các bạn ý đang vào lấy tài liệu thì đây sẽ là cái lộ trình của khóa học 10 ngày ghim giúp chị cái link khóa học 10 ngày được không ạ Gim giúp chị cái link đăng ký khóa học 10 ngày ạ. Nhá. Ok ạ, à. đấy. Đó, anh chị admin đã ghim rồi, các bạn đăng ký luôn theo cái link đó nha. Xong rồi báo lại chị xem là chị ơi dậy xuyên đêm đi à. Úi dồi. <laughs> các bạn nhìn này, chúng mình sẽ có cái khóa học 10 ngày. Đây. Đây chúng ta có đây, ôn đây. Tổng ôn thơ này, xong tổng ôn văn xuôi này xong tổng ôn phương pháp này xong rồi ôn tập trọng tâm sâu này xong hướng dẫn thêm để luyện viết nghị luận xã hội về nghị luận văn học này đấy ok chưa ạ đây thế xong rồi đây kho tài liệu bổ sung u ơi tự nhiên vào nhiều thế vào lấy tài liệu à đấy xong rồi đây một số những cái tài liệu thì chị đã áp lên ô sao chị mới áp ít thế nhỉ Sao chị mới up ít thế nhở? Để, để mai chị xem chị sẽ up thêm cho các bạn nữa nhá Có rất nhiều những cái tài liệu bổ sung cần thiết Mà chị nghĩ là các bạn sẽ Các bạn sẽ cô Chị nghĩ là Sẽ có rất là nhiều những cái nội dung Mà các bạn có thể chủ động xem trước Ok không ạ? À? Thì như chị đã nói là Sẽ có một cái deal Được giảm học phí và được tặng thêm 4 cuốn Để nâng cấp Viết nghị luận văn học nữa được không ạ? À? Vậy nên là các bạn có thể đăng ký nhá, các em có thể đăng ký khóa học theo cái đường link luôn, ngay và luôn. Ok chưa nào? Các bạn có thể đăng ký theo đường link ngay và luôn và ngày mùng 5 tháng 6 chúng mình sẽ khai giảng. Sau đấy là chúng mình sẽ chiến thôi. Có gì đâu, nhỉ? Nên là trên cái phương diện là hiện tại là các chị đã đang để link và đang có một cái deal độc quyền dành cho các bạn tham gia trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay đấy. Thì tranh thủ cái lúc mà chị Yên đang chưa giảng thì chúng mình có thể nhanh chóng điền vào link đi nhá. Nhanh chóng, nhanh chóng nhá thì đấy là về cái lộ trình và hệ thống tài liệu. Thật ra là các bạn đã được tặng 12 cuốn rồi thì đây chị sẽ có các ô link buổi học để lưu lại cho các bạn này. À, link video buổi dự phòng nếu mà xem Facebook bị lỗi này thì chị sẽ tải lên gọi là chị sẽ tải lên drive xong chị sẽ chia sẻ link để các bạn có thể xem nếu như link buổi học bị lỗi này sẽ có bài tập về nhà này sẽ có đáp án của bài tập về nhà này và bên này sẽ có tài liệu để các bạn có thể tham khảo này cộng thêm với 12 cuốn tài liệu mà các bạn được tặng kèm nữa đấy vậy nên là các bạn ơi Hãy nhanh chóng đăng ký khóa học này cùng với chị Hiên nhé Chị rất mong là sẽ được gặp các em trong khóa học 10 ngày Ok chưa ạ? À? Rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau quay trở lại với cái nội dung bài học trong buổi học thử ngày hôm nay nha. Và nhớ nhá, điêu độc quyền duy nhất ạ. À. Được không ạ? À? à hình như ôn hơi thừa bài ạ. À. Sao lại là ôn hơi thừa? Về cơ bản là em có chắc chắn là sẽ không ra vào tác phẩm nào không? Chúng ta không có một cái câu trả lời nào cho việc chắc chắn. Không có một cái tác phẩm nào là chắc chắn không thi cả thế nên chị thì chị cho rằng là cái quan trọng nhất của chúng mình là chúng mình cần phải có một cái thời gian để ôn hết tất cả mọi thứ để nếu như chẳng may nó vào một cái tác phẩm mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng là nó không vào thì chúng ta vẫn sẽ sống sót để có thể hoàn thành và vượt qua cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia một cách tốt nhất chị nghĩ như thế còn đương nhiên là chị sẽ luôn luôn có những cái gọi là trọng tâm cho các bạn trong khóa học này sẽ có những cái trọng tâm, còn trọng tâm như thế nào thì mình sẽ thì mình sẽ trao đổi với nhau sau ở trong khóa học được không ạ? Còn chị thì trên phương diện bao giờ chị cũng sẽ như thế nào ạ? Bao giờ chị cũng sẽ gọi là trên một cái phương diện là là phải dạy hết cho các bạn. Được không ạ? Đã là một cái khóa học cuối cùng rồi mà bây giờ bỏ một cái gì đó, đúng không ạ? Bỏ một cái gì đấy đến lúc thi vào các bạn trách chị thì sao? Đúng không? Mình phải làm hết tất cả cái trách nhiệm của mình Và cố gắng hết sức cho cái trách nhiệm được đặt để lên trên đôi vai của mình chứ Vậy nên là các em yên tâm Cứ đăng ký khóa học 10 ngày đi Việc còn lại để chị Hiên lo Nhá Trên tinh thần là như, thế nhá Cứ đăng ký khóa học 10 ngày đi Việc còn lại để chị lo Đó Ok chưa ạ? Yên tâm Đã nói thế rồi cả Được chưa nào? Rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo được không ạ à? ok chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đến nhá nội dung tiếp theo nhá đây đây là phần tác giả tác phẩm xong rồi này hà la mã phân tích ok chưa ạ các bạn ơi nói về nội dung phân tích thì các bạn sẽ thấy là gì ạ các bạn sẽ thấy là à, chúng ta sẽ có các cái yếu tố cần phải làm rõ ở trong gì ạ à ở trong cái bài này sẽ bao gồm các nội dung như sau thứ nhất lời đề tử thứ hai hình tượng sông đà thứ ba là gì ạ thứ ba là gì nào thứ ba là hình tượng người lái đò sông đà ok chưa nào đây sẽ là ba cái vấn đề mà chúng ta cần phải trọng tâm khi phân tích và như chị đã nói cái này sẽ là cái mà chị sẽ giảng cho các bạn trong ngày hôm nay nhưng chị nghĩ chắc là sẽ không đủ thời gian để chị nói hết đâu thật đấy nhá không đủ thời gian để chị nói hết đâu thôi cứ được bao nhiêu thì được nhá được không ạ à? được bao nhiêu thì được nhá ok chưa nào được bao nhiêu thì được nhá rồi, thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Tuyên ơi Tuyên, đấy là em còn phải đăng ký mua thêm sách gì chứ Làm sao mà em đăng ký là 1 triệu 3, 1 triệu 3 được Đúng không Tuyên? Em phải đăng ký đấy là em còn mua thêm sách gì nữa chứ Đúng không? Còn lại hiện tại bây giờ học phí niêm yết của khóa học là 1 triệu 099 nghìn mà Đúng không? Thế nên là chắc chắn là em đăng ký thêm sách gì nữa Còn nếu như đúng là như thế thật thì em nhắn tin lại Pet các anh chị sẽ hoàn trả lại đúng cái số tiền thừa cho em Còn học phí niêm yết Trong những ngày vừa qua mà các bạn ấy đăng ký Là 1 triệu 099 nghìn Nhá Còn nếu như mà em thừa Thì em nhắn tin về các chị sẽ hoàn trả lại cho em tiền thừa Được không ạ Còn nếu như mua Đấy là em mua thêm sách Em ơi em đừng nói như vậy để các bạn hiểu lầm nhá <laughs> Không sao Chị rất là thẳng thắn mà Không chị rất thẳng thắn Chị rất thẳng thắn đúng thì thôi được không ạ? À? Còn nếu không đúng thì bên chị phải um, chắc chắn là phải um, gọi là gì ạ? À? <laughs> nếu mà đúng thì chị phải chị nếu đúng như thế thì chị phải trả lại tiền cho tuyên chứ, trả lại tiền thừa cho bạn ấy chứ, chứ không thể thu hơn của bạn ấy được, đấy là chắc chắn. <laughs> Rồi ạ, à, ok, không vấn đề gì. Rồi các bạn ơi, nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau nói về hình tượng sông Đà nhá Và theo cái cách mà chị thường triển khai với các bạn ấy thì bao giờ chị cũng sẽ kể một cái bảng. Chứ chị sẽ không theo kiểu là trình bày thành từng ý, từng ý đâu mà chị thấy là cái cách này sẽ tốt hơn này, đấy là chị hay kể bảng các bạn ạ. Đây ví dụ nhá. Chị sẽ kể bảng như này. Ok chưa ạ? Mình sẽ kể chị sẽ kể bảng như này nhá, với hình tượng sông Đà đây. Ok. Được chưa ạ? Hình tượng sông Đà hãy nhớ nhá coi đây là một chuyến hành trình chứ không coi đây là một cái tất cả những cái kiến thức mà chúng ta phải tiếp nhận được chưa ạ thì ở đây chúng ta có hình tượng sông đà nha đây các bạn có thể nhìn thấy này thì ở hình tượng con sông đà này thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi đó là nếu như nói về hình tượng sông đà được không ạ à? nếu như nói về hình đây chúng ta sẽ cùng với nhau đến với sông đà Đấy, hình ảnh sông Đà đấy ạ. Nhá, hình ảnh sông Đà đấy ạ. Thì ở đây các bạn có thể thấy là vẻ đẹp của con sông Đà sẽ được nhìn nhận dưới hai phương diện. Đó là gì ạ? Đó là vẻ đẹp hùng vĩ, hung bạo. Và thứ hai, đó là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Thì các bạn chú ý giúp cho chị đó chính là gì ạ? Đối với vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo, chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua những cái điểm đến trên cái chuyến hành trình này sẽ bao gồm đó là gì ạ đó chính là đá bờ sông dựng vách thành đó là gì ạ đó là mặt gành hát lóng đó là gì ạ đó là gì đó là à quãng tà mường vát và đó là gì ạ đó là thác nước với ba trùng vi thạch trận được không nào ok chưa ạ à? thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua đó chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua cái quãng sông này với đá bờ sông dựng vách thành này mặt gành hát lóng này quãng tà mường vát này được không ạ à? được chưa nào rồi thì gì đây à thác nước và trùng vi thạch trận này đấy chúng mình sẽ cùng với nhau đi qua những cái hành trình này nha chúng mình sẽ cùng với nhau đi qua những cái hành trình này đó ok chưa ạ và đối với cái vẻ đẹp thơ mộc chữ tình thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua cái hành trình đó là từ trên cao nhìn xuống này đi từ trong rừng đi ra này và khi ngồi trên tàu gì ạ khi gì ạ à khi ngồi trên thuyền để nhìn xuống con sông gì ạ nhìn ngắm hai bên và mặt nước con sông đà này OK chưa ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là như vậy nhé. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau như chị đã nói, chúng ta sẽ kẻ bảng, đó để thiết lập cái phần nội dung thông tin này cho dễ hiểu và đương nhiên trong cái quá trình giảng thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó là chị sẽ sử dụng, được không ạ? À? Chị sẽ sử dụng uh, cả những cái phần nội dung trong sách giáo khoa nữa Vậy nên nếu như có những cái bạn nhỏ nào mà đã gì ạ à, Nghĩ rằng sách giáo khoa là không cần thiết Thì chị cho rằng là cái việc bây giờ các bạn cần phải làm Là tìm lại sách giáo khoa cho chị cái nhá Được không ạ? À? Nhá, tìm lại sách giáo khoa cho chị cái Sợ là bỏ sách giáo khoa đi đâu rồi Nói thật là như thế nhá Tìm, tìm, tìm lại sách giáo khoa của chị Hiên cả nhá Tập 1, tập 2 luôn nhá Nhớ chưa? Ok chưa? Tập 1, tập 2 nhá Xin đấy, xin đi tìm lại sách giáo khoa hộ cái nhá Không bây giờ là không biết là như nào Nhá, rồi Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này Hình tượng sông đà Khi chúng ta tìm hiểu về một hình tượng Các bạn nhớ không? Chúng ta sẽ phải tìm cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ phải có một cái phần giới thiệu về hình tượng đó đã Đây, ok Đấy nhá Mình sẽ có đó chính là giới thiệu về sông đà được không ạ? À? Giới thiệu Giới thiệu Về sông Đà Cái này thì chị khuyến khích các bạn là chúng ta nên Nên đọc toàn bộ Được không ạ? À? Chị khuyến khích các bạn là các bạn nên đọc toàn bộ tùy bút Bởi vì ở trong này thì vẫn có trích lược mà Một số đoạn Chị nghĩ là các bạn nên đọc toàn bộ Để chúng ta có thêm đầy đủ kiến thức để chúng ta viết được chưa ạ? Đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ bám sát vào cái ngữ liệu trong sách giáo khoa thôi nhưng nếu như chúng ta có sự hiểu biết thêm thì sao? Chắc chắn phần bài viết của chúng ta sẽ trở nên phong phú, thú vị hơn rất nhiều. Được chưa nào? Thế thì phần đầu tiên đó là phần giới thiệu về sông Đà thì chúng ta sẽ quan tâm tới thứ nhất đó là về lai lịch. Lai lịch. Và thứ hai đó là về đặc điểm riêng của con sông này và các em có biết đặc điểm riêng này thì mình sẽ gì ạ? à mình sẽ khi mà đặc điểm riêng này thì mình sẽ sẽ nắm bắt tức là mình sẽ lấy ở đâu không? à mình sẽ lấy ở lời đề từ cái câu thơ của nguyễn quang bích ý chúng thủy giai đông tàu đà giang độc bắc lưu được không ạ? À? chúng thủy giai đông tàu đà giang độc bắc lưu á cái câu đó ok chưa nào? thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là người lái đò sông đà với hình tượng con sông đà có cái lai lịch đó là khai sinh ở huyện cảnh đông tỉnh vân nam tỉnh vân nam được không ạ à? khai sinh ở huyện cảnh đông tỉnh vân nam của trung quốc có tên gọi ban đầu là ly tiên lấy tên gọi ban đầu là ly tiên sau đó khi đi qua một vùng núi ác thì xin nhập quốc tịch việt nam khi đi qua một vùng núi ác thì xin nhập quốc tịch việt nam và trưởng thành mãi đến ngã ba trung hà trưởng thành mãi đến ngã ba trung hà thì chan hòa vào dòng sông hồng không ạ. Đó rất là ngắn gọn và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã cung cấp cho chúng ta một cái nguồn ngữ liệu mà ta tưởng như là ông ấy không phải đơn thuần chỉ là một nhà văn mà còn là một nhà địa lý học đang đi nghiên cứu về tất cả những cái gì ạ? Thông tin liên quan tới cái con sông này. Phải không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Và chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái thông tin được cung cấp để chúng ta thấy bản thân nhà văn Nguyễn Tuân đã đưa đến hình ảnh con sông Đà không chỉ là một cái dòng sông vô tri mà bây giờ dường như đã trở thành một cái sinh thể có linh hồn. Thế nên là người ta mới bảo là gì ạ? Nguyễn Tuân truyền hồn cho chữ chữ truyền hồn cho dòng sông và dòng sông truyền cảm xúc cho người đọc là vì như thế đấy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm riêng ở trong lời đề từ ở đây là gì? Đó là được thể hiện rõ qua cái lời thơ của tác giả Nguyễn Quang Bích. Chúng thủy sai đông tẩu, đà sang độc bắc lưu. Chúng thủy giai đông tẩu. Được không ạ? À? Đà sang độc bắc lưu. Không nào. Đó cái lời đề từ đó nhá. Thì chúng ta thấy rằng là hiểu cái lời đề từ đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? chúng ta hiểu cái lời đề từ này đó là gì đó là mọi con sông đều đổ theo hướng đông mọi con sông đều đổ theo hướng đông chảy theo hướng đông đấy ạ à? còn duy chỉ có sông đà duy chỉ có sông đà chảy theo hướng bắc à các bạn ơi mọi con sông đều đổ theo hướng đông duy chỉ có sông đà là chảy theo hướng bắc và cái điều này có làm nên cái sự đặc biệt của con sông đà không ạ chắc chắn rồi nó làm nên cái sự đặc biệt của con sông đà đúng không ạ và nó có phù hợp với cái sự độc đáo của nguyễn tuân không ạ cực kỳ phù hợp được không ạ sự độc đáo này phù hợp với tạng văn tặng người của nguyễn tuân được không ạ à? thế nên chúng ta mới nói rằng cái hành trình mà nguyễn tuân đi tìm kiếm đi tìm hiểu và viết về sông đà đó là cái hành trình gì ạ à? độc đáo tìm độc đáo đó ok chưa thế thôi rất đơn giản các em nhìn kiểu này có dễ nhìn không các bạn nhìn kiểu này có dễ nhìn không ạ à? à ngồi xem chị yên dạy lại nhớ đến thời điểm chị viết ra giấy ngày xưa à <laughs> chị rất cảm ơn xuân tuế nhá chị mong rằng là sẽ tiếp chị vẫn sẽ có những cái năm tiếp theo để truyền được cái ngọn lửa đối với môn văn dành cho các bạn nhỏ và rất cảm ơn những bạn đã đỗ đại học các em đã trở thành những sinh viên đại học chị rất biết ơn các em vì các em vẫn luôn nhớ đến chị và đó cũng là một cái nguồn động lực lớn lao để chị biết được rằng là những cái điều mà chị đang làm là những điều cực kỳ có giá trị chị, chị rất biết ơn các em về điều đấy và chúc các em sẽ có được những điều tốt đẹp trên hành trình phía trước của mình nhá. Ừ, OK ạ. À. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung đó là tìm hiểu về cái vẻ đẹp của hình tượng dòng sông này. thì các bạn có thể thấy là dòng sông Đà có mấy vẻ đẹp đây. À, dòng sông Đà có hai vẻ đẹp đúng không? thì bây giờ mình lại làm rõ đây nhá. đó chính là Vẻ đẹp. Vẻ đẹp. Hình tượng sông Đà. Đó. Sau đó thì mình sẽ liệt kê ra đây để mình định hình được cái cách gọi là gì ạ? Cái tổng quan. Bao giờ chúng ta nhìn được cái tổng quan sau đó chúng ta đi vào sâu trong gì ạ? À, được không nào? À chúng ta sẽ chú ý là chúng ta có thể là gì ạ chúng ta có thể uh, liệt kê ra có nghĩa là bây giờ chúng ta làm rõ ra nhá thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có vẻ đẹp đầu tiên là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạn thế nên chị mới bảo là các bạn đừng mua sách các bạn đăng ký khóa học đi vừa được tặng sách mà cái quan trọng nhất là các bạn được học cùng với chị bởi vì chị cho rằng cái việc được học cùng với nhau nó là việc rất quan trọng ngọc minh ạ Chị nói thật đấy <laughs> Đấy vậy nên là còn ngày hôm nay với ngày mai để suy nghĩ đấy Suy nghĩ xem là có nên đăng ký hay không Nhưng mà chị thì chị vẫn nói thật Là chị vẫn khuyên chân thành là các bạn nên đăng ký khóa học Chứ đừng mua sách về tự học Chị nói thật Rồi thì ở đây chúng mình có nha Vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo Và cái thứ hai là vẻ đẹp thơ mộng chữ tình Thơ mộng chữ tình Ok chưa? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là cái vẻ đẹp hùng vĩ thơ mộng này Mình cũng khái quát luôn Là nó có bao nhiêu ý Cho nó dễ nhìn Đó, đây mình sẽ có nhá Đó là gì? Đá bờ sông dựng vách thành Thứ hai Mặt gành hát ló Đó Thứ ba quãng tà mường vát với những cái hút nước chết người quãng tà mường vát với những cái hút nước cực kỳ nguy hiểm và cái tiếp theo đó là gì ạ đó chính là à thác nước đúng không thác nước cái tiếp theo đó chính là gì ạ đó chính là trùng vi thạch trận được không ạ trùng vi thạch trận được không nào ok chưa ạ trùng vi thạch trận và cụ thể là ba trùng vi thạch trận ok chưa tiếp theo chúng ta sẽ có vẻ đẹp đó là thơ mộng chữ tình thì cái vẻ đẹp thơ mộng chữ tình này sẽ được thể hiện ở trên các cái góc độ khác nhau nhé đây ạ à, vẻ đẹp thơ mộng chữ tình là mình sẽ có là nhìn từ trên cao xuống Tức là ông Nguyễn Tuân ông ấy đi hẳn tàu bay đấy Để ông ấy ngắm nhìn xem con sông Đà Từ trên cao có được cái hình dạng như thế nào Kiểu kiểu vậy đấy ạ Ok chưa nào Thì ở đây chúng ta sẽ có nhìn từ trên cao này Nhìn từ trong rừng đi ra này Và cuối cùng đó là nhìn từ góc độ Đó là ngồi trên thuyền để ngắm nhìn hai bờ sông này Đó thì đây là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình Thế xác định hình rõ như thế này rồi Thì bây giờ mình triển khai thôi Nhá ví dụ đầu tiên đó là cái vẻ đẹp Khung bạo đây mình sẽ có các ý nhá đây là vẻ đẹp này được không ạ à? đây là dẫn chứng này được không ạ à? à đây là vẻ đẹp hung bạo được thể hiện qua các ý nào này dẫn chứng này và bình luận đó nên làm như vậy trong đặc biệt là khi học ký thì chúng mình nên triển khai theo cái hướng này Các em sẽ thấy nó rất dễ nhìn, rất dễ theo dõi Và khi các bạn biết, các bạn khi các bạn viết Các bạn cũng sẽ thấy là nó cực kỳ dễ viết luôn Đó, cái điều kiện quan trọng bây giờ là Là chúng ta cần phải gọi là làm cho mọi thứ nó rõ ràng ra Bởi vì chỉ có cách làm cho mọi thứ rõ ràng ra Thì các bạn mới có thể học tốt được thôi Ok, trợ nhớ lâu được thôi đó, thì bây giờ ví dụ ở đây chúng ta sẽ có vẻ đẹp hung bạo nhá, được thể hiện đó là đá bờ sông dựng vách thành. Đoạn 1 đấy, nhớ không? Đá bờ sông. Hôm nào vào khóa học 10 ngày đi chị sẽ chia bố cục cho nhá. Dựng vách thành. Đó. Thì ở đây mình sẽ có là đoạn 1 đấy. Đấy, thế nên nếu như bây giờ đề thi mà ra vào đoạn 1 là mình biết ngay gì ạ à? cái nội dung mà chúng ta cần phải bám sát là gì đúng chưa thế xong mình đưa ra dẫn chứng thứ nhất đó là nhìn qua góc độ thị giác tức là nhìn đúng không ạ à? thì chúng ta có những cái dẫn chứng được đề cập dẫn chứng này là lấy ở đâu dẫn chứng này chúng ta lấy ở đâu nhở lấy ở trong văn bản được chưa ạ à? thì chúng ta có các cụm từ dựng vách thành này đó thứ hai là gì ạ à? mặt sông chỉ đúng lúc mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời này ok chưa cái tiếp theo là gì vách đá thành chẹt lòng sông như một cái yết hầu này đó gì nữa ạ à, à quãng con nai con hổ nhảy vọt qua này. Đúng không? Ném nhẹ hòn đá, đúng không? Nhẹ tay. Ném hòn đá sang bờ bên kia này. Đấy, thì đây sẽ là những cái dẫn chứng mà chúng ta cần phải tìm ra ở cái đoạn này. Được chưa? Thế sau khi chúng ta đã tìm ra xong dẫn chứng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bình luận luôn. Thì cái phần bình luận này sẽ là cái phần nếu như các bạn đã thiết lập được ra như thế này rồi thì chị nghĩ là vào bất cứ phân đoạn nào các em cũng có thể chủ động xử lý được. Ok chưa ạ? Ví dụ cái cụm đầu tiên đó là đá bờ sông dựng vách thành. Như vậy các bạn có có nhớ lại được cái khung cảnh về đá hai bên bờ sông của dòng sông Đà không? Nó dựng rất là cao đúng không? Đá hai bên bờ sông Đà các bạn có thấy không ạ? Dựng rất là cao và chúng ta có thể thấy rằng là bằng cái cụm từ này thì chúng ta hình dung ra được độ cao của độ cao của cảnh đá hai bên bờ sông được không ạ à? và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ à? đó là một cái độ cao như thế nào ạ à? thậm chí là gì ạ à? là phải với cái góc với cái cái gì ạ à? với cái cái tầm nhìn của mình lên mới thấy được bởi vì đá bờ sông ở đây dựng vách thành cơ mà một cái địa thế rất là treo leo và hiểm trở đúng không nào và chúng ta thấy rằng là nếu như mà không cẩn thận đấy con thuyền đi vào những cái quãng sông mà đá chẹt lòng sông hẹp như vậy thì rất có thể là sẽ bị kẹt lại và vô cùng nguy hiểm đúng không rồi chúng ta thấy rằng là thêm vào đấy thì sao nhở đó là đá hai bên bờ sông đã chắn hết ánh nắng đấy tương tự cái ý tiếp theo đưa ra những cái phần bình luận đó đá hai bên bờ sông. đã chắn hết ánh nắng. Được không ạ? À? Đã chắn hết ánh nắng. Không cho bất cứ một tia nắng nào có thể gì ạ? À? à lọt xuống mặt sông trừ lúc giữa trưa. Tức là khi mặt trời lên thiên đỉnh, chỉ khi mặt trời lên thiên đỉnh. Tức là chiếu vuông góc với mặt nước thì mới có lê lói một chút ánh sáng đúng không vậy thì đó là lý do vì sao chúng ta có thể cảm nhận được rằng quãng sông này luôn âm u lạnh lẽo đến rợn người luôn âm u lạnh lẽo đến rợn người À, các bạn ơi chú ý giúp chị nhá thì đấy là cái phân tích cho ý thứ hai này đấy xong tiếp tục lại đến ý tiếp theo vách đá thành chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu đấy thế thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động triển khai như thế này đối với tất cả những cái ý tiếp theo và các bạn ơi, dự định thì trong buổi ngày hôm nay của chị chỉ có 1 tiếng 30 phút thôi. Thì bây giờ cũng đã sắp là 1 tiếng 30 phút rồi. <laughs> mà còn quá nhiều thứ chị muốn chia sẻ cùng với các em nhưng chị rất muốn hỏi các bạn là với cái cách mà chị vừa trao đổi cùng với các em thì các em có cảm thấy dễ hiểu về những cái phần kiến thức mà chị đang trao đổi không còn đương nhiên là khi mà chúng ta học cùng với nhau thì chắc chắn là chị sẽ phải làm hết đúng rồi chính xác <laughs> chỉ hiểu sơ sơ thôi còn về cơ bản thì chúng ta phải vào thực chiến khóa học chị sẽ giảng để các bạn đến khi nào các bạn hiểu mới thôi và các bạn nhớ được kiến thức mới thôi. Ở đây là buổi hôm nay là với cái mục đích ấy là để các bạn kiểu tưởng tượng ra cái mô hình trong các buổi học của chị chị sẽ làm gì cùng với các em. À có ạ, à. bữa nào chị dạy cả sơ đồ tư duy. Ok, chị có chuẩn bị cả sơ đồ cho cái bài này luôn á Khánh vi ạ. Để cho các bạn dễ hiểu bởi vì cái quan trọng nhất là là cần dễ hiểu và cần ghi nhớ được mà. Đấy là điều chắc chắn. Nhá. Điều quan trọng nhất là dễ hiểu và cần ghi nhận nhớ được mà. Rồi ok, thế thì có lẽ là chị em mình sẽ tạm thời dừng lại cái phần để nắm được về cái cách chúng ta sẽ học như thế nào trong khóa học 10 ngày tại đây. Và chắc chắn là cái tinh thần nó sẽ còn cao hơn rất nhiều. Bây giờ chị xin phép là có thể nhận cái kết quả năm bạn tương tác nhiều nhất nhá. Chị đang đợi anh chị admin gửi cho chị về năm bạn tương tác nhiều nhất không biết là bây giờ thì năm bạn đó có còn ở đây không <laughs> sẽ tặng năm cuốn săn 8 cộng như đã hứa nha sớm thế chị ơi á tiếng rưỡi đồng hồ rồi đấy tưởng nhi ạ à, hôm nào chị thấy là em có đăng ký khóa 10 ngày mà đúng không nhi chị em mình hẹn gặp nhau nhá nhi nhá lúc đấy thì cháy hết mình nhá nhi nhá rồi sớm thế chị ơi à. À, à em nghĩ là em đấy à ok rồi chị xin công bố năm bạn nhận được quà trong ngày hôm nay đây ạ à <laughs> nào chúng ta sẽ sẽ có năm bạn nhận được năm mỗi bạn sẽ nhận được một cuốn nhá à rồi ok ạ các bạn như sau này thứ nhất đó là bạn có nick facebook là à ok ạ nick facebook là thanh thúy thanh thúy có ở đây không ạ nick facebook là thanh thúy này Trà My này, Nguyễn Đức Lợi này, Đoàn Thị Tường Nhi này và cuối cùng là Ngọc Minh năm bạn đó. Các anh chị giúp chị nhá giúp chị ghim link tên của các bạn đấy lên giúp chị nhé. Sẽ có là Thanh Thúy, Trà My, Đức Lợi, Tường Nhi và Ngọc Minh. Bạn nào mà không có ở đây á, nha bạn nào mà không có ở đây thì, bạn nào mà không có ở đây thì mình sẽ nhường cho một bạn khác. Ở đây chị thấy là Thanh Thúy xác nhận rồi này tường nhi có đây không ạ trà my có rồi đây tường nhi có đây <laughs> ngọc minh có đây ok ạ à? mỗi bạn nhận được một cuốn săn 8 cộng nhá để đi đổi tên facebook à tôi muốn xỉu thế còn đức lợi đâu hình như đức lợi không thấy á hình như đức lợi chị không thấy á không thấy đức lợi ở đây hay sao á rồi ok ạ à. nhất trí đồng ý mỗi bạn sẽ nhận một cái cuốn sách săn 8 cộng nhá ok chưa nào và các em ơi chị nhắc lại một lần nữa. Đấy là hiện tại thì vẫn đang có deal đăng ký khóa học 10 ngày được giảm học phí và hiện tại đang được ghim link. Được không ạ? Bây giờ chỉ ghim giúp chị một cái link thôi được không ạ? Chỉ ghim giúp chị một đường link đăng ký khóa học đó thôi được không ạ? Em nhận hộ được. <laughs> Đâu rồi, Đức Lợi có đây không ạ? Nếu mà không có Đức Lợi ở đây thì nhường cho một bạn khác đi. Lại tìm giúp chị một bạn khác nhá. Lại tìm giúp chị một bạn khác vậy lại tìm giúp chị một bạn khác nhé và chị nhắc lại là cái deal độc quyền này thì chỉ có trong phần phát trực tiếp này thôi tức là sau đấy có thể là các bạn suy nghĩ thì các bạn sẽ sẽ vẫn có thể đăng ký nhưng mà sẽ không được nhận cái deal đó nữa được không ạ à? vậy nên là nếu mà được thì các bạn sẽ giúp chị à rồi ok tặng cho bạn có tên tiếng Hàn nhé bạn gì đấy bạn gì tên tiếng Hàn đấy nhá bạn đi tên là gì em tên là gì chị thấy em cũng tương tác rất nhiệt tình em tên là gì rồi <laughs> ok ạ à. nào em tên là gì em tên là gì ạ à? em có gì thì em sẽ nhắn tin về cho các chị nhá để các chị có thể để các chị có thể uh, gọi là gì ạ à? để các chị có thể uh, uh, gửi tài liệu tặng cho em nhá sách tặng cho em nhá ok ạ à. và hiện tại thì chị vẫn đang có điều được chưa nào, em cũng nhiệt tình mà chị. Đấy, thế nên chị mới nói là hên xui mà. Được chưa nào? Chị mới nói là hên xui mà. Đấy nên là các bạn rất thông cảm cho chị. Được không ạ? À? Thì chị sẽ để thêm khoảng tầm 3 phút nữa để cho các bạn có thể điền link đăng ký khóa học 10 ngày. Nhá. Ok ạ. À. <laughs> Rồi, chị sẽ để thêm khoảng 3 phút nữa để các bạn có thể đăng ký khóa học 10 ngày. Chị tin rằng là sau ngày hôm nay thì bản thân các bạn cũng đã biết được là khóa học 10 ngày của chúng ta thì sẽ học như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái tài liệu như thế nào. Đây ạ. Chúng ta sẽ có những cái tài liệu như thế nào? Đây, lộ trình đây. Nha, lộ trình đây. Được chưa ạ? Mùng 5 tháng 6 chúng mình sẽ khai giảng nhé. Đây ạ, mùng 5 tháng 6 chúng mình sẽ khai giảng nhé. Sau khi mà chúng mình khai giảng xong thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu học khái quát về thơ sóng việt bắc tây tiến đất nước học vợ nhặt tuyên ngôn độc lập được không ạ sẽ học uh, uh, vợ nhặt tuyên ngôn độc lập người lái đò sông đà chiếc thuyền ngoài xa uh, rừng xà nu hồn trương ba ra hàng thịt ai đã đặt tên cho dòng sông anh thiếu mất cái tác phẩm mà ai đã đặt tên cho dòng sông ở đây rồi này để chị quay lại cái lộ trình này xem có đây ạ à, ai đã đặt tên cho dòng sông chiếc thuyền ngoài xa hồn trương ba ra hàng thịt đó học ôn lại toàn bộ luôn để mình sẽ nhớ gì ạ à? mình 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 gọi là mình học đến đâu là mình sẽ nhớ đến đấy luôn ok chưa nào sau đấy là mình sẽ học trọng tâm vào phương pháp để biết cách làm biết cách viết ok chưa sau đấy thì mình sẽ ôn tập trọng tâm sâu với những kỹ năng phòng thi và một số đề bám sát cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia sau đấy chúng mình sẽ có thêm hai buổi để luyện tập nghị luận xã hội và luyện tập nghị luận văn học Ok chưa nào? Và các bạn ơi, chị nhắc lại một lần nữa là chị đã đăng ghim link để các em có thể đăng ký và nhận deal được giảm học phí duy nhất đối với những bạn tham gia trong phần phát trực tiếp này. Được chưa ạ? À? Duy nhất đối với các bạn tham gia trong phần phát trực tiếp này. Vậy nên là còn bạn nào muốn đăng ký thì giúp chị điền luôn đường link vào. Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, ngày sau muốn gặp phải chờ đúng tròn 1 năm mà chị thì chị không muốn gặp lại các bạn đâu chị rất muốn các em có thể đỗ đại học luôn các em có thể đỗ nguyện vọng một của các bạn luôn rất mong mỏi điều đó cực kỳ mong mỏi điều đó các bạn nhá và nếu như mà các bạn vẫn cần trao đổi với cả phụ huynh thêm bởi vì chị biết rằng cái việc học này thì không phải là các bạn muốn là được mà các bạn cũng còn phải xin phép bố mẹ và đôi khi có thể là bố mẹ chưa có tin nhiều vào cái sự lựa chọn của các bạn thì chị cũng mong là là bây giờ thì cũng có rất nhiều uh, phụ huynh đã biết đến học văn chị hiên và thậm chí là còn chủ động đăng ký cho con mình học cơ. Và chị cho rằng đó là một cái niềm tự hào thực sự đấy ạ. Đó là một cái niềm tự hào. À các em cứ đăng ký đi, đăng ký xong thì chúng mình sẽ được vào lớp và chúng mình sẽ nhận tài liệu, chúng mình sẽ có cái sự support. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái hành trình cực kỳ cực kỳ tuyệt vời ở phía trước. Được không ạ? À? Cực kỳ cực kỳ tuyệt vời ở phía trước cùng với chị, chắc chắn là như thế. Vậy thì chị sẽ cho các bạn thêm khoảng 30 phút nữa nhá. Tức là bây giờ là 23 giờ 18, chúng mình sẽ có một cái thời gian là đến 23 giờ 48 phút. Thì các bạn sẽ gọi là gì ạ? Thì các bạn sẽ các bạn sẽ được nhận cái deal đó Được nhận cái deal ưu đãi về học phí trong 30 phút nữa Kể cả khi mà chị kết thúc cái phần phát trực tiếp này Vậy nên nếu các bạn muốn tư vấn thêm Thì các bạn cứ nhắn tin về ngay để được các anh chị tư vấn nhá Ok chưa nào Còn ngày hôm nay thì chị nói thật Chị tâm sự thật Là chị rất biết ơn các bạn Chị nói thật đấy Chị rất biết ơn các bạn Bởi vì cũng nhờ có các bạn Mà chị cảm thấy rằng mỗi điều chị làm mỗi ngày đều là những điều cực kỳ cực kỳ có giá trị và ngày hôm nay cái điều mà khiến cho chị hạnh phúc nhất ấy, có lẽ chính là cái tinh thần của các em khi các em đã thực sự hòa mình vào với buổi học quên đi thời gian trong cái quá trình các bạn cùng với chị trao đổi thế nên chị cũng rất mong là có thể được đồng hành cùng với các em chị rất mong là như vậy được không ạ à? chị rất mong là sẽ được đồng hành cùng với các bạn và chị cực kỳ mong có thể trở thành người gọi là gì ạ, chị rất mong có thể trở thành người uh, đi cùng với các em đến ngày mà các em thi xong và nhận được kết quả tốt đẹp. Rất mong là như thế. Vậy nên là ngày mùng 5 tháng 6 đã chính thức khai giảng khóa học rồi. Hãy cố gắng thử trao đổi với bố mẹ xem sao, nếu như cảm thấy khóa học này phù hợp và cái tinh thần, cách giảng của chị Yên trao đến các bạn là phù hợp thì chị em mình sẽ gặp nhau vào ngày mùng 5 tháng 6 các bạn nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt với nhau thôi. Cảm ơn các bạn thật 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 là nhiều và hẹn gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp gần nhất nha. Xin chào, và hẹn gặp lại nhé. Bye bye đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!